cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, thành phố Hồ Chí Minh nghe đây, tôi nghe đây ạ. Dạ vâng ạ. Anh có băn khoăn điều bây gì giờ, đấy ạ? Mà tôi thì băn khoăn này, tôi thì cũng trung tuổi, là gọi là đang tuổi 54 đấy. Vâng, 54 làm gì mà đã... Không, tuổi 54 thì nói chung là bởi vì là sức khỏe thì nó cũng thấy nó cũng bình thường, nhưng mà thấy nó có hai vấn đề. Vâng. Đi còn đi khám thì chưa khám, nhưng vâng. mà bây giờ thấy chim thì nói chung là cái thứ nhất là nó ngắn, nó bé, nhưng mà nó cũng không đòi hỏi về cái sinh hoạt thì tình dục không không nói. Rồi. Nhưng mà thấy nó này bên to bên bé. Rồi ạ. Thế thôi, cái chim thì nó là ngắn bé, nhưng mà cái tinh hoàn thì này bên to bên bé, một bên 10, bên khoảng độ 4 đó. Rồi, thì nó có ảnh hưởng gì không? Rồi ạ. Thì anh đã lấy vợ chưa ạ? Anh đã tất lấy nhiên vợ là chưa? Có vợ có con, nhưng mà nói chung vẫn là trước thì vẫn là bình thường. Thế bây giờ anh định Thế có nhưng con bây tiếp giờ à? thấy Anh định có con tiếp hay sao mà anh bảo là có ảnh hưởng gì không? không, ý là bây giờ thấy nó thế thì hỏi là từ giờ đổ đi thì nó có bị ảnh hưởng gì không? Phải Rồi, đi thế ngày khám hay ngày không? còn trẻ, năm nay là 54 tuổi, thế ngày còn trẻ lúc 30 tuổi thì nó như thế nào? Thì nó cũng cũng bé cũng ngắn, nhưng mà nó cũng còn được. Bây giờ thì nó ngắn quá, nó chỉ khoảng độ 5-6 phân, mà nó bé tí cũng như ngón tay thôi. Thế à? Thế thôi, chỉ hỏi về nó có ảnh hưởng gì không thôi. Thì còn thì sinh hoạt thì không có, cũng nó cũng không có nhu cầu lắm. Rồi, Thế nhưng xong mà lại nói tinh chung là hoàn không sinh hoạt thì lại một bên to bên nhỏ nữa. Bây giờ mới kiểm vâng, tra mới sờ thấy. một năm nay rồi, nhưng mà nói chung là thấy nó cũng không bận gì, mà hay nó cũng không đòi hỏi sinh hoạt, mà sinh hoạt là không, tức là nó thích, Thôi, nhưng thôi. mà nói chung là nó ngắn quá, nó cứ tụt ra, có thế thôi, chứ còn chả Thế bây có giờ vấn anh đề muốn gì. to ra hay là thế nào? Ý của tôi. Không, to thì không muốn to, nhưng chỉ hỏi về sau này nó có bị ảnh hưởng gì không thôi. Giờ còn chẳng ảnh hưởng đến sau này là bao giờ. Bây giờ thì anh đã có đầy đủ vợ con rồi, cái chuyện ảnh hưởng thì nó có sức khỏe sinh sản ra Lúc làm sao, 80 mình đã được là... trải nghiệm rồi. Tức là đã Vâng. con cái đầy đủ rồi đúng không? Còn lúc Vâng. bé, lúc to thì nó cũng tùy người, mỗi người một kích thước khác nhau, làm sao mà ai giống ai được. Tức là bây Vâng, giờ chỉ anh sợ là muốn... chỉ Chứ để để cho chừng nào ảnh lại hưởng bài làm thôi. kéo dài đấy. Dạ. Chỉ sợ là sau này nó ảnh hưởng, chứ còn thì nói chung tuổi này thì cũng không phải nghĩ là sinh hoạt cũng được, mà không, nó không đòi hỏi, Nó ảnh nó hưởng chỉ rồi, muốn cái đi. chuyện sinh hoạt không nói làm gì, nhưng mà đừng có mà đi tiểu mà ướt quần thôi nhá. Vâng. Bây giờ bác sĩ Hoàng Thế Hải cứ xem cái hiện tượng mà nó nhỏ, gọi là nhỏ theo năm tháng như thế, hoặc là nó lại chênh lệch cái hai tinh hoàn khác nhau đột ngột như vậy thì có phải là bệnh lý thì không nhá. Vâng. Vâng, tôi chào anh. Vâng, chào chị Vâng, ạ. tôi hiểu câu hỏi của anh, là anh rất là lo là đấy, tình trạng cái cơ quan sinh dục của tôi như thế, sau này tôi có bị mắc cái bệnh gì không, hay là nó có phát Vâng, sinh ra cái bệnh gì không? Chứ anh không phải hỏi, anh không phải lo là bây giờ tôi làm được ít như thế thì sau này thì nó như thế nào, đúng không anh? Anh không chỉ hỏi về chất lượng quan hệ tình dục, mà anh hỏi là anh lo lắng là sức khỏe của anh có vấn đề gì, đúng không ạ? đúng đúng chính xác, Vâng, đúng đúng rồi là bác ạ. sĩ có khác. Anh xin lỗi, là vợ anh thì bây giờ vẫn sống cùng anh phải không ạ? Vâng, vẫn không bình thường, Vâng cũng ạ. vẫn Vợ anh tuổi thì thì cũng bao nhiêu tuổi rồi ngang ạ? ngang nhau. À, vợ cũng ngang ngang tuổi anh ạ. Vâng. Vâng. Thế thì lâu lâu anh chị có quan hệ tình dục không ạ? Đại vẫn là mình thì đôi khi mình có thích, nhưng mà nói chung là thấy nó ngắn quá là nó tưng tửng tí, là nói chung là sau là mình có quan hệ thì là nó ngắn quá là không có được, nó tụt Vâng, ra. Nhưng mà vâng. mình cũng cảm thấy là nó cũng không có vấn đề gì, mà bà xã thì cũng, bà cũng từ lúc còn trẻ bà cũng không có cái tính đó, là bà cũng không có hay máu mê lắm, con cái thì cũng được mấy cháu. Vâng. Bây giờ Có. tôi phải nói với anh là kích thước của anh ấy nó như thế nào thì nó cứ như thế thôi. Nó không có cái gì làm cho nó dài ra được. Rồi. Nhá, mình đã hoàn thành được cái chức năng sinh sản là mình đã có con, như thế là tốt rồi. Còn cái đời sống tình dục, rất may là chị ấy cũng rất là hợp với anh, chị ấy không có đòi hỏi gì, thì những cái nguy cơ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của anh vì cái chất lượng quan hệ tình dục nó không như mong muốn là nó không có. Như thế là tốt lắm rồi nhá. Thế còn cái tinh hoàn của anh có thể là nó cũng mắc bệnh lý gì một bên của tinh hoàn, cho nên nó mới teo nhỏ hẳn đi. Tuy nhiên thì nếu có điều kiện, anh có thể đi kiểm tra sức khỏe
anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì rất là tiện ạ. Anh có thể đến bệnh viện Bình Dân hoặc là bệnh viện 115, tức là những cái bệnh viện hoặc là bệnh viện Đại học Y Dược. Người ta là những cái bệnh viện rất là lớn và người ta có khoa nam học rất là nổi tiếng anh ạ. Mình chỉ cần kiểm tra xem là nó có mắc bệnh gì bất thường hay không thôi. Còn giả sử như mà nó bị teo đi thì chịu, chả ai làm gì cho nó to ra để bằng bên kia. Trừ trường hợp mình kiểm tra xem nó có diễn biến bất thường hay không. Ví dụ như là sợ là có bị ca tinh hoàn hay không thôi nhá. Chứ còn những cái trường hợp nhỏ này rồi teo rồi thì không có một cái thuốc nào để làm cho nó có thể thay đổi được cái trạng thái kích thước của nó đâu. Vâng, không đòi hỏi, không đòi hỏi để cho nó tăng, nó to, mà không chỉ có cái là sợ sau này đấy. Nó bệnh thôi thì còn tôi... Thì tôi mới nói là anh chỉ đi kiểm tra một lần để người ta loại trừ xem có phải là ca tinh hoàn hay không thôi. Thì cái đấy mới là cái ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn những cái bệnh khác thì nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của anh. Cho nên là mình cứ tập trung, mình lo cho cái sức khỏe tổng thể của mình chính, không mắc các cái bệnh mãn tính, không mắc các cái bệnh liên quan tới rối loạn chuyển hóa. Mình có một cái chế độ rèn luyện sức khỏe tốt thì chẳng có gì phải lo đâu anh ạ. Nhá. Vâng, ví dụ có một thêm một tí nữa thôi là tức là nó nị đằng ăn nó thành như thế nị, tức là nó cạch thì khả năng dự đoán nên là mình kéo sang một bên nó lại lệch. Mà từ từ anh cao mét mấy, nặng bao nhiêu cân? Nặng khoảng độ 69-70 mà cao khoảng 1m67. Rồi thì anh đang thừa cân đấy, đâm ra là cái bụng của anh nhìn thấy thì chẳng nhìn thấy cái con cu của mình ở đâu đâu nhá. Đâm ra là thấy nó bé là ngắn là phải thôi nha. Đó, anh đang thừa cân đấy. To, bình thường. Vâng, nhưng mà anh đang thừa cân đấy, thừa đến hàng yến thịt trong người đấy, yến mỡ nữa cơ nha. Rồi. Khỏe lắm, nói chung vẫn khỏe lắm, vẫn bê được 70 cân 3 bao là bình thường. Thế à, rồi, bê bài lên chưa? Bê bài, bài giờ bài không thích nữa thì nói chung là mình cũng không thích, nó không đòi hỏi thì đôi bên không có thích thì thôi. Nhiều khi bê là thể hiện sức khỏe của mình chứ không phải bê là thích hay không? Không, sức khỏe để cơ quan để làm, để ra kinh tế, để ra nhiều tiền. Đúng hàng rồi. Hàng ngày là quay đi bỏ hàng là bê có khỏe hàng 20 bao hàng. Thì chủ yếu là tiền, chứ còn như sức khỏe mới cần phải hỏi thế thôi, nếu mà không bận gì thì càng ok thôi. Nhưng mà anh vẫn phải đi khám đi, bởi vì cái tinh hoàn một bên nhỏ, một bên to như thế là bất bình thường đấy anh nhá. Vâng, chào anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Vâng, em Bắc Ninh đây ạ. Dạ, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em có hai câu hỏi em muốn nhờ chuyên gia. Nay em ở Bắc Ninh, em đã kết hôn được 30 năm. 30 năm qua ấy em đã chịu nhiều bạo lực gia đình. Nhưng em cố gắng để gắn bó, để nuôi dạy các con này đã trưởng thành. Rồi. Còn một chó nữa đang học ở cấp 3 rồi. Em đi ngoại tình mới lộ ra là cô hàng xóm cô ấy thả thính. Nay rồi. Em không biết là làm thế nào để cho chồng em hiểu được cái gì còn và cái gì mất. Rồi. Còn bên gia đình nhà chồng nhà em ấy, mẹ chồng thì cứ bảo là con cứ ở đây làm để nuôi con. Nhưng mà chồng em thì nó cứ bảo em là mày ở đây chỉ là người làm thuê và để mướn cho tao thôi. Tao mất tiền mâm mâm thì tao đâm cho thủng. Nên em buồn quá, em chả biết làm thế nào. Nên em nhờ chuyên gia tư vấn cho em để em xin lời khuyên là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của em là em còn cháu đang đi học ạ. Thì nó cứ trình mảng nó học ấy, thì em phải nói thế nào để cho cháu nó hiểu ạ. Rồi mẹ còn không nói được thì cửa sổ tình yêu em nói qua đài làm sao được. Vâng, thưa bây giờ chuyên gia. Rồi, thế là chị năm nay bao tuổi rồi? Em 50 tuổi ạ. À 50 tuổi, ông ý chị nói 30 năm nay lấy chồng mà bị bạo lực cả 30 năm. Thế là bạo lực là như nào? Cái khái niệm bạo lực của chị là sao? Bạo lực là cứ chẳng hạn như là đi ăn cơm, đi mua cái ăn mà em đi về muộn thì cứ thế là anh ta chẳng nói gì, cứ ra ra ta tả tay em thôi. Và cứ vớ điếu thì đánh điếu, mà vớ chén thì đả chén, uống nước kè thì đả mừng chén. Còn vớ cái gì là đánh cái đấy. Rồi, đã bao giờ đi viện chưa? Em có bị lần bị tai mới vào mắt thì em đi viện khám lấy thuốc. Rồi, thế bây giờ bình thường người có xuất sẹo nhiều không? Xuất sẹo thì em không để lại vết sẹo. Rồi, bây giờ ông còn đánh không? 50 tuổi rồi, ông ấy năm mấy? Em sinh em 1 tuổi, chồng em sinh em 1 tuổi, vẫn có đánh nhưng mà vẫn cứ đánh thì em cứ thấy là nóng thừng lên là em chạy, em không ngửi nhà. Đúng rồi, cái biện pháp đầu tiên là chạy nhá. Không chạy được thì ới là ngước ơi. Việc thứ ba là như anh Đinh Đoàn đã chia sẻ cái số trước là biết khả năng băng bó tốt nha. Rồi
với trường hợp này thì bây giờ vẫn muốn là duy trì cái việc bị bạo hành như này à? Thì em cũng nhờ các bác ra nói giúp ấy, thì cứ bảo là để cho các con nó đi ăn, đang đi học lớp cuối cấp ấy, thì để cho các cháu nó trưởng thành, thì mẹ chồng thì cứ khuyên là ở đây, thì còn các con thì nó cứ bảo là đấy là việc của mẹ, thì mẹ tự giải quyết xem là cái con lớn chưa, đứa lớn bao tuổi rồi? Cháu có gia đình rồi ạ. Rồi thế luôn, có gia đình đâm ra là chăm lo cho gia đình mình, còn việc của bố của mẹ nên là việc của bố mẹ, chả liên quan đến con đúng không, tự giải quyết đúng không? Quan điểm của con lớn nhà chị như thế đúng không? Con lớn thì nó bảo là mẹ tự quyết định, xem như con thì con bỏ lâu rồi. Rồi con lớn là con gái à? Vâng ạ, chị em xin lời khuyên ạ. Rồi anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng ạ. Rồi này, xin chào. Vâng, mình 50 tuổi sức khỏe có được không? Còn khỏe không? Em cũng khỏe anh ạ. Người nghiêng trông có được không? Em thì cũng không đến nỗi ạ. Thế à? Mình làm công ty hay là mình kinh doanh tại nhà hay là làm nông nghiệp? Anh thì em cứ buôn cửa chợ và trong chợ bán, gọi là làm đêm làm ngày tự do ạ. Rồi làm nghề tự do nhưng mà kinh tế mình cũng tự chủ đúng không? Vâng ạ, tinh là em hết ạ. Ông chồng có làm ra cái gì không? Ông dạ. Chồng có hỗ trợ kinh tế tài chính với vợ nuôi con không? Không, chỉ ăn rồi mà chơi thôi. Chè thuốc các thứ tệ nạn là cái gì cũng có hết. Đúng là đằng sau một người phụ nữ đảm đang là có một người đàn ông lang thang đó. Các cụ nói không sai chút nào. Mình đảm đang một nách hai con, làm kinh doanh buôn bán, lo cho cả gia đình. Còn ông chồng thì cả 30 năm nay lang thang, chỉ ăn với chơi và đánh vợ đúng không? Vâng, vâng. Nhưng mà mình vẫn chấp nhận được. Vâng. Bởi vì dù sao có cũng còn hơn không. Bên ngoại nhà mình thế nào? Có ai nói gì bao giờ không? Bên ngoài thì các em thì cứ bảo là thì cứ cố để mà giữ lấy cái gia đình để cho hai bên các bố mẹ được yên ấy. Rồi. Thế nhưng mà hai bên bố mẹ có còn nguyên cả không? Ông em thì còn hai bà thôi, còn hai ông thì mất rồi ạ. Bây giờ mình cứ cố gắng là có gia đình để cho hai bà đỡ buồn đúng không? Vâng ạ. Bao giờ mà hai bà già quá thì lúc ấy mình tính sau, lúc ấy thì mình già rồi. Thế cho nên là cũng không khỏi phải lo luôn. Nói đùa chứ mình là người rất là kiên trì, thậm chí gọi là nhu nhược cũng được. Bây giờ thế hệ trẻ đấy, con gái nó nói rằng con làm mẹ thì con bỏ bố lâu rồi. Vâng. Bởi vì một người mục đích của lấy chồng là để xây dựng hạnh phúc, cùng nhau vun đắp hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy con cái. Nhưng một người chỉ ăn rồi phá mà lại còn coi thường, đánh như là đánh kẻ thù, đánh như là đánh một cái con gì đó. Trái ý một cái là lao ra đánh, thì tôi nghĩ rằng là ở đây nó không phải chỉ là nóng tính đâu. Một sự coi thường, coi vợ như là cái đấy. Mày, tao mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng, không biết là khi mua thì mình cầm tiền của anh ấy bao nhiêu mà để anh ấy đâm 30 năm nay thế. Có được cái gì không? Vâng, em cũng khóc ngày khóc đêm bác ạ, em cũng đuổi lắm, em không biết nói chia sẻ với ai ạ. Thôi khóc không làm cái gì cả, 30 năm rồi. Bây giờ thế này, thằng cu út nhà mình là lớp mấy? Nó học lớp 11 ạ. Học lớp 11, cố đi, đã 30 năm rồi, gắng chung sống với cái bạo lực này vài năm nữa. Đánh thì chạy, mà nóng tính thì im, mà ông ấy quát thì mình không nói. Bởi vì chẳng chắc cũng không thay đổi gì được đâu. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Một người đàn ông đã ăn chơi vô tích sự và bạo lực cho đến 50 tuổi rồi, giờ chỉ có rời dậy thôi. Ví dụ như ông trời ông ấy bắt ông ấy ốm đau bệnh tật nằm một chỗ thì không đánh được nữa, chứ còn thì còn sức là còn đánh. Và nếu như vẫn còn có người chịu chấp nhận thì cũng sẽ còn đánh. Bởi vì chẳng đánh được ai ngoài vợ mà, đúng không? Ra đường mà ngứa tay mà đánh người khác là người ta lại đánh lại cho. Thế thì thôi, vợ là cái bị bông để chút giận. Mình đã chấp nhận 30 năm rồi. Cho con nó học hết này, xong rồi cháu nó bây giờ thì mình nhắc con cố học hết lớp 12. Năm nay đến lớp 11 rồi. Hết lớp 12 cháu nó cũng không thích học nữa. Nó có thể đi làm công ty, nó có thể đi học nghề, hoặc là lúc ấy tùy bàn với con xem. Chắc là bố nó thì cũng không có tiếng nói gì rồi. Cái người mà bản thân bố nó còn chẳng lo được thì cũng chắc cũng chẳng vạch ra được tương lai gì cho con đâu, đúng không? Vâng. Hai nữa là con nó học đến lớp 11, bây giờ nó có không chăm lắm ấy, chắc cũng chẳng ai bắt được nó chăm đâu. Bởi vì nhà cái ông bố ấy mà, thì con đấy thôi, may con mình nó cũng hư đấy. Vâng.
Chứ còn thì cha nào thì con ấy mà. Ở nhà bố tử tế thì mới giáo dục được con, chứ một mình mẹ, mẹ thì cam chịu, bố thì bạo lực, mà con không có bỏ nhà, bỏ cửa, không trốn học, không bỏ học mà vẫn còn học đến lớp 11 là phúc đức rồi. Cố gắng để cho con hết lớp 12 để thôi, kể cả bây giờ con đi làm công nhân người ta cũng phải cần cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế rồi rồi tính cho con sao? Thằng cu nó lớn lên chẳng hạn như nó lại không ở nhà mình đang ở Nam Định đúng không? Em ở Bắc Ninh ạ. À nhà mình ở Bắc Ninh. Nó đi làm công ty ở Quế Võ, Quế Phong hay nó lên trên vào Bình Dương hay nó đi đâu đó nó làm công ty, nó lại gặp được ai, nó kết hôn, nó lấy vợ ở đấy. Thôi thì lúc ấy mình cũng nhẹ gánh đi rồi. Hai con cũng trưởng thành, một trai có vợ, gái có chồng. Thì rồi mình quyết định mình đi theo con bế cháu nội, hay là mình mới có 50 tuổi mình thà rằng bỏ nhà đi ra thành phố để mình nhiều người vẫn đi làm đấy. Nhiều người 50 tuổi, hơn 50 tuổi vẫn đi làm công ty được đấy ạ. Thế rồi nhiều người 55 vẫn đi làm giúp việc được ạ. Hoặc là đi phục vụ quán phở thôi, tháng được 7-8 triệu nhưng mình ở nhà có được cái gì đâu. Chỉ được cái nuôi báo cô một ông và một tháng nhận vài trận đòn thôi. Mình đi như thế thì nếu có mất chỉ mất một vài trận đòn thì không tiếc. Vì mình cũng lại thấy an lòng là mình đã nuôi cho con trưởng thành rồi nhá. Giá mà chị hỏi sớm cách đây 20 năm thì tôi đã khuyên khác. Nhưng bây giờ cũng đã gọi là mình cũng chấp nhận được đến thế này thì có muộn thêm một vài năm nữa cũng thôi thì cũng cố. Là vì em cứ thấy nóng là em chạy đi thì nào chồng em lại chửi lên trên điện thoại, lại nhắn tin chửi, không có nhạc chửi lên điện thoại. Thôi mình chửi nghe nhiều nó cũng quen rồi đúng không? Mà chạy nhiều thế thì cũng khỏe chân khỏe tay cũng tốt. Nói vui rồi. Vậy thôi nhưng mà thật ra cay cực thật đấy. Thương lắm nhưng mà biết làm thế nào. Mỗi con người có cách lựa chọn số phận của mình. Có những người phụ nữ khác mà người ta mạnh mẽ, người ta bảo thế đời còn dài dai còn nhiều, nuôi báo cô mà cái ông này làm cái gì, chỉ để ăn tàn phá hại, đã thế là còn gây hại cho vợ cho con, người ta sẽ hất đi lâu rồi. Nhưng mà thôi mình không đủ gọi là cái sự mạnh mẽ để mình tự quyết định cuộc đời của mình, lại còn cứ luôn luôn lo sợ là hai bà mẹ hai bên buồn thì mình cứ chấp nhận cái sự cay đắng ấy. Nhưng mà sắp giải phóng được rồi, sắp giải thoát rồi. Chỉ cần đợi thằng cu 1-2 năm nữa nó tốt nghiệp rồi lúc ấy mình tính sau nhé. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Xin chào chị và hy vọng là chị sẽ giải quyết được cái cuộc hôn nhân rất là đau đớn như này. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Tháp. Dạ, xin chào anh. Chào anh ạ. Dạ. Anh băn khoăn điều gì đấy ạ? Em thì 52 tuổi, mà công việc của em là thợ may và hớt tóc. Rồi. Còn vợ em thì đi làm công ty, mà khi cô ấy đi làm 5 giờ sáng đi 6 giờ chiều về. Rồi. Mà cô ấy cứ kiếm chuyện hoài, tối vô nhà thì kiếm chuyện với con cái rồi, với kiểu với em luôn. Cũng lâu lắm rồi, 17-18 năm nay rồi. Về nhà thì em quét nhà lau nhà sẵn luôn, mà nó nói không quét nhà lau nhà, nó em đang quét rồi. Nó nói em lau nhà thấy gớm này kia. Nó vậy thì sắp tới về lau đi. Rồi tiền thương thì em cũng không biết. Em hỏi thì nói tao lo gia đình thôi chứ tao không có cho ai đâu. Rồi biết thì nghĩ là em bị tâm lý rồi, em bị kiểu như là rối loạn cương dương gì đó anh. Rồi. Bị xuất tinh sớm rồi sao rối loạn, kiểu như là vợ chồng em đi thăng 5 tháng này. Thế bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Em cũng hỏi là cái bệnh em như vậy thì có thể đi trị ở đâu mà khắc phục được hay không. Lấy với em buồn quá rồi đôi khi bị trầm cảm. Cái biểu hiện của rối loạn cương dương như bạn nói ấy, thì liệu có phải đấy là cái lý do khiến vợ bạn lúc nào cũng cáu bẳn không? Nó có liên quan đến cái thời điểm mà vợ chồng bạn hay xích mích không? Tại cái tâm cô ấy kiếm chuyện hoài là hình như là cả năm cũng không có cười trong gia đình chồng con gì hết á. Đi làm gì thì cáo gắt, rồi đi ngủ chung thì cô ấy qua cái vết mùng. Rồi. Thì em quèo thì cô ấy nói đi kiếm con khác đi. Rồi. Kiểu như là cô ấy rất là ghen dữ lắm. Thế thì 52 tuổi là lấy nhau bao nhiêu năm nhỉ? Dạ em lấy nhau năm 30. Thế là các con chắc bây giờ cũng lớn rồi đúng không? Con em lớn có 20, hàng kế thì 12. Rồi. Nhà Úc được 4 tuổi rồi. À thế là cũng 3 đứa con rồi, nhà gia đình cũng rất là đông vui đúng không? Thu nhập của bạn có khá không? Dạ thì em ở nhà thì em vừa làm đó rồi lo cho 3 đứa con cơm nước, sáng chiều. Còn vợ thì không đóng góp đồng nào cho cái sinh hoạt gia đình?
Dạ mà em chiều lửa nào cũng nấu nước cho vợ tắm chân, mà cái gì nó cũng không nghĩ gì, không có vui vẻ, không nghĩ chân á. Còn vợ đóng góp là mua sữa mua đồ 1 tháng 1,5 triệu. Rồi cũng có đúng không? Thế nhưng mà thực ra thì đi làm công ty là cũng vất vả. Bạn phải hiểu rằng nếu mà đã làm ở công ty, nếu phải đứng thì là đứng suốt cả 12 tiếng. Mà nếu mà, đấy là tăng ca. Nếu mà phải ngồi thì đúng là ngồi suốt 12 tiếng rất vất vả. Và khi mà con người ta đã làm việc vất vả thì rất dễ sinh cáu gắt với tất cả những người thân trong gia đình mình. Khi thoát khỏi cái nơi làm việc để về nhà. À, cái chuyện rối loạn cương dương nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề như bạn nói là trầm cảm hay không thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị chào em. Dạ chào chị. Vợ em bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ giờ em 47 tuổi. Vợ 47. Kinh nguyệt của cô ấy còn tốt không? Em cũng không để ý. Thế hiện nay thì chúng ta sống như ly thân rồi à? Dạ sống ly thân, như là không ai nói chuyện với ai, cơm thì em nấu thì ngồi mạnh ai bới mới ăn. Xong rồi tối thì ngủ riêng à? Ngủ riêng luôn, lúc trước ngủ chung mà giống như là nó quay chỗ khác, nó nói là đi kiếm con khác đi, kiểu như nó ghen cho em. Mà em thì em nói với chị là em lúc trước là cái từ cuộc hôn nhân này là do mẹ em sắp đặt, cho nên là em cưới rồi về mà em đang ở tiệm, vợ em ở nhà thì hỏi thấy không hợp thì em thôi. Em mới có một cô bạn gái là ở Cà Mau lên làm công ty gần em mới quen, mà khi mà cô đó có thai rồi là mẹ em ra, là mẹ em cũng ở xa 4 cây số, ra 4-5 giờ sáng ra là chửi đuổi cô gái kia giận rồi phá thai rồi bỏ đi lấy chồng. Rồi bây giờ là cô ấy quay lại với em, cô quay lại với em mà cô đó có chồng rồi. Tóm lại bây giờ tụi em cũng gặp mặt nhưng mà vợ em thì không biết cái mối quan hệ đó, nhưng mà vợ em ghen cho em bà con cứu ông bác cô ông cậu không à. Tóm lại là chị nghĩ rằng là cái nhà em bây giờ nó cứ bình như thế thôi, nhưng mà thực ra bên trong nó rất là nhiều sóng ngầm. Dạ đúng rồi. Và cuộc sống có vẻ đang đến một cái bờ vực, chỉ chờ cái quyết định của mình thôi. Em muốn thôi nhưng mà em thôi là em bỏ con phải không được. Tại vì lúc trước em cũng dặn em đi 3 ngày mà cô ấy nghỉ 3 ngày không có làm gì trên. Rồi biết em đi thì khổ lắm. Em đi làm từ thiện cho nhà từ thiện mà nấu cơm đem xuống bệnh viện tâm thần ở dưới bệnh viện ông bầu đồ dí. Bây giờ thì của em có 2 vấn đề. Một cái vấn đề về mặt sức khỏe thì chị sẽ chia sẻ với em. Và một cái vấn đề rất là quan trọng đấy là tâm lý thì lát nữa anh Đoàn sẽ chia sẻ thêm với em nhé. Năm nay em 52 tuổi rồi. Và cái dấu hiệu của em là có dấu hiệu của rối loạn cương dương. Và cái dấu hiệu của rối loạn cương dương này nó có thể là hậu quả của cái việc là mình bị sang chấn tâm lý trong thời gian rất là dài. Cái đời sống tình dục nó cũng không ổn định nữa, đúng không? Vợ thì cũng không muốn hát cùng với mình. Hay là cái khác lâu quá em không muốn được đó chị. Thế cho nên là nó có thể là cái hậu quả của một cái đời sống tình dục nó không ổn định trong thời gian dài, nó gây ra cái hiện tượng như vậy. Và cũng có thể là do nó xuất phát từ bệnh lý của cái cơ thể của mình, của cơ quan sinh dục của mình. Nhưng cho dù như thế nào thì mình cũng rất cần được kiểm tra của bên bác sĩ xem là có đúng phải là có bệnh hay không. Lại còn cả rối loạn về sức khỏe tâm thần nữa. Tức là có rất nhiều những thứ mà em cần phải được kiểm tra. Em ở Đồng Tháp, có lẽ là em phải lên thành phố Hồ Chí Minh và em sẽ được khám ở các cái bệnh viện mà có khoa nam học ấy, để người ta kiểm tra cho em xem em rối loạn cương dương là do bệnh lý của cơ quan sinh dục hay là do hậu quả của những cái sang chấn tâm lý khác, nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Chị muốn nói rằng là cho dù cuộc hôn nhân này của em nó ở mức độ như thế nào, nhưng sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Và mình vẫn phải đi kiểm tra xem là mình có bệnh lý gì kèm theo nữa hay không. Kể cả em có thể kiểm tra luôn cả sức khỏe tâm thần ở trên bệnh viện thành phố cũng được. Thì mình kiểm tra luôn để xem là mình thực sự có rối loạn hay không. Bởi vì những cái bệnh mà nó liên quan tới tâm lý mà mình không điều trị, mình cứ để trì trệ như thế trong một thời gian dài, nó sẽ trở thành mãn tính và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của em nhé. Rồi, rõ ràng là cái cuộc sống của gia đình bạn đang rất là bấp bênh. Khi mà cái thái độ của người vợ như hiện tại, và nếu mà việc duy trì cuộc sống như thế này kéo dài, nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý của hai vợ chồng mà còn với cả tâm lý của 3 đứa con nữa. Giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Đồng Tháp. Cái chuyện sức khỏe của em thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã chia sẻ rồi. Anh cũng có nghe câu chuyện em kể từ đầu với anh Thành Văn và bác sĩ Hải. Anh thì nghĩ thêm một chút thế này này.
khi người đàn ông thay đổi vị thế của mình đi thì nhiều thứ nó sẽ thay đổi lắm. Người đàn ông cứ mạnh dạn đi ra ngoài xã hội, đi làm, có tiền, có lương mang về. Tiền thì trong túi thì có, tự tin có, xong rồi lại chữa được bệnh cái món kia, để làm ăn nó ra hồn một tí thì tự nhiên người phụ nữ chả cáu bẳn làm gì nữa, sẽ yêu lên đấy. Mình lo hết cho vợ, đúng không? Vợ chỉ có làm công ty và đóng thêm độ triệu rưỡi tiền mua sữa cho con thôi. Lo hết công chuyện nhà luôn, mà vừa hết gấp và vừa mai, thở mai luôn. Hiện nay là ly thân, có bao giờ nói chuyện ngồi với nhau thực sự bây giờ em mong muốn anh phải sống làm sao? Em muốn điều em cũng gì? Nói em nói giờ muốn gì thì nói lên đi tôi chịu hết mà cô ấy kiểu như không nói, kiểu như là cô ấy là chỉ ghen em thôi, ghen mà không cho em đi ra được luôn. Chả phải ghen đâu, mình có làm ăn được cái gì đâu mà ghen. Đây là ấm ức ở trong lòng, chẳng lẽ nói thẳng ra là ông cứ làm cái điều mà ông muốn làm đi. Cho nên là chữa bệnh này rồi củng cố tinh thần và sức khỏe, làm cho mình tươi tắn, mình không ấm ức, mình không cảm thấy bị nọ kia về mặt tinh thần, thì nó cũng khiến cho cái nhu cầu quan hệ nó cũng tốt lên. Như cái bệnh rối loạn cương dương này, em kỹ như là em buồn, em là mình thấy mình ngại. Càng buồn mà... thì nó lại càng gì ạ? Nó giống như mình chưa ra trận, mình đã sợ là chắc lần này vào là bị bắn chết đây, cho nên là chắc sẽ chết sớm. Mà em hỏi anh, như em đi trị bệnh gì sau này ngủ cũng ngủ yên vậy, thì cái bệnh em nó có lợi nữa không, phải là phải như thế nào? Đi chữa bệnh thì rồi cũng giống như là một người cầu thủ ấy, mình đi rèn luyện rồi thì phải ra sân đá bóng thì nó mới thành nâng cao tay nghề, chứ chữa xong rồi vẫn cứ ngủ riêng với lại ly thân thì chữa để làm gì, đúng không? Thì đó, nó không cho đây mấy người rồi. Không đi nè. Thực ra thì cái chuyện mà rối loạn cương dương như bạn vừa chia sẻ thì nó là cái khái niệm do bạn đang tự phán đoán căn bệnh của mình, bởi vì thực ra bạn có nói là hiện tại hai vợ chồng là có quan hệ với nhau đâu, đúng không? Năm nay là cả một năm hai trở lại. Thế thì đâm ra đã không có quan hệ thì không thể khẳng định rằng mình đang rối loạn cương dương được. Cả năm nay là em có, nhưng mà kiểu như mình đưa vô thì một chút thì nó không cương cứng, nó xuống luôn. Bởi vì chán vợ đến như thế rồi, lúc nào cũng cáu gắt như thế, đâm ra nhìn thấy hình ảnh đã thấy chán nản rồi. Bao giờ mình cải thiện được, nhìn thấy cô ấy thật sự đáng yêu thì lúc ít chắc chắn là cái chuyện xìu hay là cứng nó sẽ khác đấy nhá. Đúng rồi. Rồi đấy, thấy chưa, phải cải thiện được tâm lý của mình ý. Chúc bạn có một cuộc sống gia đình thật sự hạnh phúc nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn cho ca điện thoại vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, Thái Bình đâu ạ? Dạ em nghe. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Anh ơi, cho em hỏi là vợ chồng em khi mà giao hợp đấy thì giao hợp xâm nhập đấy, phóng tinh vào thì vẫn bình thường, và chúng em đã có hai đứa con, mà bây giờ vợ em bắt đầu mãn kinh thì khi giao hợp, khi phóng tinh thì vợ em cảm thấy là sốt khó chịu, thì em muốn hỏi đấy là nguyên nhân lý do gì, viêm nhiễm hay là như sao mà vợ em mới mãn kinh? Rồi bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem tư vấn cho em. À xin lỗi, là thứ hai vợ chồng bao nhiêu tuổi rồi? Em 45. Thế vợ bao nhiêu? Em thu em 2 tuổi. Vợ 43, em thế mà là mãn kinh á? Dạ. Sao mãn sớm thế ạ? Em sinh năm 79, mà em sinh năm 77 nè. Thế à? Sớm nhỉ? Và bây giờ thì mỗi lần xuất tinh, quan hệ như bạn nói, dùng cái từ chuyên môn rất là chính xác là quan hệ tình dục xâm nhập. Và khi xuất tinh thì vợ thấy sót, đúng không? Lý do tại sao sót thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ chẩn đoán nhé. Xin mời bác sĩ ạ. Dạ, em nhờ bác sĩ với em. Tôi chào bạn. Thế là vợ nó sót, xong nó kêu, xong rồi nó không muốn quan hệ nữa, đúng không? Dạ, và xong khi rồi... cũng đi vào cảm thấy rất sót, chứ khó chịu. Thế và trước mình thì phóng tinh vào không sao cả. Vợ em mãn kinh bao nhiêu lâu rồi? Mới mãn cái đây khoảng mấy tháng vậy. Tôi hy vọng là cô ấy đang ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Tiền mãn kinh thì có thể là kinh nguyệt nó không ổn định ý. Có những trường hợp nó 2 tháng, 3 tháng, thậm chí 4 tháng không có, sau đó thì nó lại có lại. Vâng. Chứ nếu đúng như anh Văn nói là bây giờ mà đã mãn kinh rồi ấy, thì quả thật là cũng hơi sớm nhé. Việc của vợ là thế này. Thứ nhất là vợ phải đi khám sản khoa ngay để xem là có vấn đề gì không. Với những cái người phụ nữ như là tuổi của vợ bạn ý, thì kể cả quan hệ tình dục bình thường mà phóng tinh vào mà nó cũng không sót đi chăng nữa thì ít nhất là cũng phải 1 năm 1 lần đi khám sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khám sức khỏe sinh sản của cơ quan sinh dục ấy, để phát hiện sớm, tầm soát phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung là hai cái mà rất là dễ gặp.
vợ cần phải đi khám sản phụ khoa xem cơ quan sinh dục của vợ có vấn đề gì không. Nếu mà được thì sẽ kiểm tra luôn cả cái nội tiết tố sinh dục nữ để xem thực sự có đúng là mãn kinh không hay chỉ là tiền mãn kinh thôi. Thế nếu như mà cần thiết thì các bác sĩ người ta sẽ hỗ trợ thêm cho mình về cái nội tiết ý, để cho cái sức khỏe của vợ nó sẽ được cải thiện. Thế và cái thứ hai nữa là gì, nếu mà em xuất tinh vào mà vợ sót thì em dùng bao cao su đi. Khi mà em dùng bao cao su thì nó vừa có cái dịch bôi trơn của bao cao su, nó cũng làm cho cái niêm mạc của vợ đỡ bị đau, bị rát hơn. Thế và khi mình xuất tinh thì em xuất tinh vào trong bao cao su thì vợ sẽ không bị đau nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là vợ vẫn phải đi khám sản phụ khoa xem là cơ quan sinh dục có gì bất thường hay không em nhé. Rồi, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin chào bạn nhé. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Giang. Không biết nào, ví dụ như hỏi cái này hơi xấu hổ đi, nhưng mà em đi gái mại dâm thì ví dụ như đi bao thì có sợ mắc bệnh không? Mắc bệnh thì nó ví dụ nó như nào? Anh tư vấn cho em. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 51. 51 tuổi. Mà nghe câu hỏi tôi cứ tưởng chàng trai mới lớn nào cơ. Thế thì hay đi thế à? Em có tháng thì đi 2 lần, có tháng thì đi 1 lần, có tháng thì chán rồi nào. Thế à? Ơ thế có vợ con thì không? Em có một vợ. Một vợ? Mấy con? Có con nào chưa? Em có hai con trai ạ. À, hai thằng con trai, thế là lớn chưa? Một thằng lấy vợ có con rồi, còn một thằng chưa. Ôi giời, thế là ông nội rồi. Đây. Ông nội năm nay bao nhiêu tuổi? Đây em là ông nội 51 tuổi. Ồ. Ôi giời, 51 tuổi. Có cháu nội rồi. Quay đầu ra. Thế cái vợ hai vợ chồng vẫn ở với nhau hay là thế sao? Vợ hai ở với nhau ạ. Thế mà vợ vẫn đi tìm gái mẹ dâm ở ngoài tháng 2 3 lần. Tại sao lại thế? Có lý do nào không hay là chỉ thích tìm của lạ thôi? Thích tìm của lạ. Ôi, tôi thấy bạn cười là như là kiểu là khoe chiến tích của mình ý. Cảm thấy mỗi lần đi như thế có vui không? Nói chung là vui thì nói thì đi gái ngoại thì nó kiểu gì nó hơn đồ nhà thì gọi là hơn cái về à, là hơn đồ nhà vậy. Đúng không? Mà cái đồ ấy là đồ công cộng rồi, nó thành cống thành rãnh rồi mà vẫn thích hơn ở nhà. Thế cái đồ nhà không đáp ứng được à? Không, ở nhà thì vợ em nên cái khoản đấy thì không thích lắm. Thế là bây giờ mình tìm đồ ngoài đúng không? Đúng rồi. Thế là mấy chục năm nay từ ngày lấy vợ là đều thế à? Không, em mới đi được vài năm nay thôi. À, mới vài năm nay là đốn đời thế thôi đúng không? Thế là bán hàng xén à hay bán gì đấy? Không, em bán hàng đồ nhựa, ốp tường, ốp trần đấy. Thế à, thế vợ quản lý tiền hay là mình là người chủ quản lý? À không, đây em đi bán thuê mà. À, tức là cũng làm công ăn lương thôi đúng không? Thì tóm lại là một tháng 3 lần như thế là mỗi lần hết bao tiền? À, tùy theo có người thì 210, 250. Thế à? Rồi, thế bây giờ lo là 4-5 năm nay là mình đốn đời mình đi chơi gái mại dâm như thế. Mà lần nào thì mình vẫn đi bao cao su đúng không? Thì liệu có lo lây bệnh, lây tật gì về mang về cho nhà không? Làm củ quý gửi vợ không đúng không? Nào. Sao không ngay từ ngày đầu tiên đi chơi gái mại dâm không hỏi luôn? Bây giờ đợi 5 năm thì bệnh, nếu bệnh tật thì nó cũng đã có vào người rồi đâu nữa. Hỏi gì vậy? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Bạn cứ cười khích khích chứ thật sự tôi không thể cười nổi cùng với bạn luôn ấy. Vợ bạn thì bao nhiêu tuổi ạ? Vợ em kém em 3 tuổi. Vâng, tức là năm nay cô ấy cũng 48 rồi đúng không? Vâng, 47, 48. Vợ bạn có biết là bạn thường xuyên đi ra ngoài như thế không ạ? À, không ạ. Thế à? Thế bây giờ khi câu chuyện này chúng tôi phát trên sóng quốc gia thì bạn có lo sợ gì về vợ bạn rồi con bạn rồi lại khéo lại cả cháu bạn nó cũng nghe không? Cháu em thì nó mới chưa được 3 tuổi. Đấy. Xong hôm nay những cái phiên bản này người ta ghi hình lại xong người ta lưu giữ bao nhiêu năm sau vẫn có thể truy cập được. Tôi rất muốn gửi đến bạn một lời nhắn là bạn đang rất mạo hiểm với sức khỏe của mình. Nhé.
cho dù là Hà Nội, cho dù là Bắc Giang hay cho dù là ở đâu đi chăng nữa, thì việc mình quan hệ với những cái cô gái mại dâm, quan hệ với những cái cô gái mà mình không biết rõ tiền sử của người ta, đặc biệt những tiền sử về sức khỏe, thì thực sự là bạn đang đùa với tính mạng của mình. Bạn đang chơi dao mà không sợ đứt tay nhé. Năm nay bạn mới có 51 tuổi thôi, cái đời sống tình dục của bạn nó sẽ còn một thời gian dài nữa. 10 năm, 20 năm, 30 năm chưa biết chừng. Mà nếu mình cứ duy trì cái tình trạng như thế này thì thực sự là rất là nguy hiểm tới cái sức khỏe của mình. Tôi muốn hỏi là khi bạn quan hệ tình dục với gái mại dâm thì bạn sử dụng bao cao su vào lúc nào ạ? Mà khi quan hệ là đi luôn ạ. Bạn có đi ngay từ đầu không? Em có ạ. Bạn có tiếp xúc trực tiếp cơ quan sinh dục của mình với của người ta một lúc sau rồi thì bạn mới sử dụng bao cao su không ạ? Không ạ. Bạn có sử dụng các hình thức khác, ví dụ như là quan hệ tình dục bằng đường miệng hoặc là mình dùng tay của mình để tiếp xúc với cả cái dịch sinh dục của người ta không? Không ạ. Thế mỗi lần không hôn hiếc gì, không có làm gì hết hả bạn? Em không. Thế hả? Tôi phải hỏi kỹ như vậy bởi vì nếu chỉ cần có một trong các cái hành vi mà cơ thể của mình, kể cả tay mình, miệng mình, lưỡi mình hay bất cứ một cái cơ quan nào của mình mà tiếp xúc trực tiếp với cả cái dịch sinh dục của cái cô gái đấy thì đều có nguy cơ bạn có thể lây bệnh từ cô gái ấy nếu như cô ấy có các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục nhá. Và nếu như thực sự như bạn mô tả thì bạn vẫn có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, ví dụ như là những cái bệnh mà nó tiếp xúc vi thể rất là nhỏ như là viêm gan B, như là HIV nhá, rồi là lậu, giang mai đều mình vẫn có thể tiếp xúc khi mình quan hệ với họ, đều có thể có nguy cơ lây nhiễm các cái bệnh từ họ nếu như họ có. Bao cao su có thể nó thủng, bao cao su có thể nó rách, nó có thể có những cái tai nạn vẫn có thể xảy ra. 51 tuổi rồi, mình kiểm soát lại cái cảm xúc của mình một chút. Tôi nghĩ là vợ bạn thì cũng không phải là kém bạn quá nhiều tuổi hay là hơn bạn quá nhiều tuổi. Mình vẫn có thể chia sẻ các cái cảm xúc tình dục đối với vợ. Ngoài tình dục thì nó còn có tình, còn có nghĩa, còn có rất nhiều những cái thứ khác nữa. Chứ bây giờ mình đi quan hệ tình dục với các cô như thế, nếu một ngày mà nó lộ ra, vợ mình biết, rồi bà con làng xóm, đặc biệt là con trai của bạn biết nữa, thì tôi nghĩ rằng mình sướng một vài phút nhưng mà cái hậu quả của nó sẽ rất là lớn. Và tôi khuyến cáo luôn là bạn vẫn có thể có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục khi mà bạn tiếp xúc, khi mà bạn quan hệ tình dục với những cô gái nguy cơ cao hoặc là những cô gái mại dâm như vậy nhé. Rồi thôi đi, dùng đồ nhà đi nhá. Đừng ham hố nữa, mình 51 tuổi rồi, lại lên chức ông nội rồi, làm gương cho con cho cháu nhá. Rồi xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Tuyên Quang. Alo. Alo, em chào chị ạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Câu hỏi của em là người ta em phải gọi cũng 4 cô á chị. Đang yêu 4 cô hay là 4 cô yêu bạn? 4 cô và nó yêu 4 cả 4. Bây giờ có 2 cô nó bị có mang thai chị. Giờ biết bây giờ em làm hay là phải làm thế nào chị? Câu hỏi của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học, hãy cho bạn lời khuyên ạ. Em ơi, thế còn 2 cô kia chưa có thai à? Rồi 2 cô kia vẫn chưa có, nhưng mà là có 2 cô bây giờ nó có thai tất là 2 rồi. Bây giờ để em phải làm thế nào hả anh? Rồi cứ từ từ làm thế nào tính sao, sao cái lúc mà em làm 4 cô anh em chả gọi điện lên đây, bây giờ lại có 2 cô có thai rồi mới gọi. Thế em mới thấy 2 cô kia sao lại không có nốt đi? Ra có cả 4 cô thì mình giải quyết thể đúng không? Chứ lần này mà có cái giải quyết được 2 cô này thì có khi lại tuần sau em lại bảo là còn 2 cô kia lại cũng có nốt rồi nha. 4 cô ấy có biết nhau không? Vâng, có tất ạ. 4 cô đều biết nhau và sẵn sàng chấp nhận chung đúng không? Họ đi tập thể hay là đi chơi với em là đi nối tiếp? Thường thường em đi chơi với 4 cô là đi tập thể, cả chơi... Không phải tập thể mà là em phải hẹn, để hẹn trước. Một cô thứ 2, 3, 6, một cô thì 4, 5, 7, một cô thì chiều, một cô thì sẩm tối đúng không? Nói thế chứ từ hôm 2 cô có thai này có lo không? Thấy em cười tươi em lo quá, rồi biết em phải làm thế nào Thế à, thấy giọng nói lo mà lo quá, chắc là giả vờ. Thôi nhưng mà cũng cứ đặt tình huống thế cũng hay.
ví dụ như trường hợp mà hai cô cùng có thai, trong hai cái cô ấy có cô nào em yêu lắm không? Rồi, em chỉ yêu một cô duy nhất thôi, nhưng mà là cái cô đấy thì em cũng chả yêu lắm, nhưng mà nó cứ vào là thôi anh cứ phải kiểu gì kiểu cái anh có ba bốn cô thế anh phải về cưới em à. Cô ấy bảo thế nhưng mà để em cứ biết như thế làm thế nào rồi. Ừ. Thế em đã nói gì với cái rất là lo sợ hãi anh. Ừ. Anh nghĩ thế này, cùng một lúc mà triển khai bốn cái dự án tình yêu như thế thì chưa thể gọi là yêu được. Đấy là thích hoặc là nó có cơ hội thì cứ gây dựng mối quan hệ thế thôi. Chứ còn khi mà em đã quyết tâm em yêu, em lựa chọn người vì sống chết phải lấy cô này, bởi vì nếu không người khác người ta sẽ lấy mất ấy mà, thì em không gọi điện đến đây em hỏi đâu. Lúc này là cũng vẫn còn lửng lơ lắm đúng không? Suy nghĩ thật kỹ, tạm thời gác bỏ hai cô chưa có thai sang một bên. Rồi. Bây giờ mình tìm cách mà trao đổi chuyện trò với hai cái cô đang có thai. Rồi. Tất nhiên không phải là ngồi tay ba rằng là hiện nay hai em có thai, anh thì thế này thế kia thì rồi người ta sẽ cảm thấy bị tổn thương và có khi em là người bị nguy hiểm. Bởi vì người ta sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của một cái anh mà cùng một lúc cái gì cũng muốn như thế, vậy làm cho hai cô có thai, bây giờ lại đang tìm cách tránh. Đã có trường hợp bị xử lý rồi đấy. Đấy cho nên là mình phải hết sức ứng xử khéo léo chứ không có cười được đâu. Lúc vui vậy thôi chứ cái gì chứ cái đòn ghen là nó kinh khủng lắm đấy, không lường được nhá. Thế thì cân nhắc kỹ xem liệu là đã đến lúc lấy vợ chưa, và trong hai cái cô đang có thai liệu rằng là mình có yêu cô nào để có quyết tâm là cưới lấy một cô hay không. Nếu đã chọn một cô rồi thì phải nói cho cô kia rõ rằng là anh thực sự ra là cũng cái việc mà xảy ra thì nó cũng không mong muốn này, rồi mình nhỡ như thế nào và phải có trách nhiệm với người ta như thế nào trong cái việc giải quyết cái thai, đúng không? Thế còn nếu như thực sự thấy rằng là chẳng qua hai cô này chỉ là hai cô thôi thì nó cũng là cơ hội rồi mình quan hệ thế, chứ còn thì cũng chưa định lấy cô nào trong đám này thì cũng phải nói thật cho các người ta biết như thế, chứ đừng có cái lẩn tránh người ta lại hy vọng là chắc anh đang chuẩn bị làm đám cưới, thế là cô có ngồi đấy cô ấy dưỡng thai thì chết, đúng không? Nên giải quyết mạch lạc rõ ràng tử tế thì mới hy vọng rằng là mình mới an toàn được ấy. Vâng, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Hy vọng rằng từ những lời khuyên và phân tích của anh Đinh Đoàn thì bạn sẽ có những sự lựa chọn chính xác và đúng đắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, Thái Bình đâu ạ? Dạ, em nghe. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Anh ơi, cho em hỏi là vợ chồng em khi mà giao hợp đấy thì giao hợp xâm nhập đấy, phóng tinh vào thì vẫn bình thường. Và chúng em đã có hai đứa con. Mà bây giờ vợ em bắt đầu mãn kinh thì khi giao hợp, khi phóng tinh thì vợ em cảm thấy là sốt, khó chịu. Thì em muốn hỏi đấy là nguyên nhân lý do gì, viêm nhiễm hay là như sao mà vợ em mới mãn kinh. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem. Tư vấn cho em. À xin lỗi là thế hai vợ chồng bao nhiêu tuổi rồi? Em 45. Thế vợ bao nhiêu? Em thu em 2 tuổi. Vợ 43, thế mà là mãn kinh á? Dạ. Sao mãn sớm thế ạ? Em sinh năm 79, mà em sinh năm 77 mà. Thế à? Yeah. Sớm nhỉ? Và bây giờ thì giờ mỗi lần xuất tinh, quan hệ như bạn nói, dùng cái từ chuyên môn rất là chính xác là quan hệ tình dục xâm nhập. Và khi xuất tinh thì vợ thấy sót đúng không? Lý do tại sao sót thì bác sĩ Hoàng Thế Hải sẽ chẩn đoán nhé. Xin mời bác sĩ ạ. Dạ, em nhờ bác sĩ với em. Tôi chào bạn. Thế là vợ nó sót xong nó kêu, xong rồi nó không muốn quan hệ nữa đúng không? Dạ, và khi mà cũng như là cảm thấy rất sốc chứ khó chịu rồi. Thế và trước mình thì phóng tinh vào không sao cả. Vợ em mãn kinh bao nhiêu lâu rồi? Mới mãn cái đây khoảng mấy tháng vậy. Tôi hy vọng là cô ấy đang ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Tiền mãn kinh thì có thể là kinh nguyệt nó không ổn định ý. Có những đúng trường hợp nó 2 tháng, 3 tháng, thậm chí 4 tháng không có. Sau đó thì nó lại có lại. Vâng. Chứ nếu đúng như anh Văn nói là bây giờ mà đã mãn kinh rồi ý, thì quả thật là cũng hơi sớm. Việc của vợ là thế này. Thứ nhất là vợ phải đi khám sản khoa ngay để xem là có vấn đề gì không. Với những cái người phụ nữ như là tuổi của vợ bạn ý, thì kể cả quan hệ tình dục bình thường mà phóng tinh vào mà nó cũng không sót đi chăng nữa thì ít nhất là cũng phải 1 năm 1 lần đi khám sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khám sức khỏe sinh sản của cơ quan sinh dục ý, để phát hiện sớm, tầm soát phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung là hai cái mà rất là dễ gặp.
vợ cần phải đi khám sản phụ khoa xem cơ quan sinh dục của vợ có vấn đề gì không. Nếu mà được thì sẽ kiểm tra luôn cả cái nội tiết tố sinh dục nữ để xem thực sự có đúng là mãn kinh không hay chỉ là tiền mãn kinh thôi. Thế nếu như mà cần thiết thì các bác sĩ người ta sẽ hỗ trợ thêm cho mình về cái nội tiết ý, để cho cái sức khỏe của vợ nó sẽ được cải thiện. Thế và cái thứ hai nữa là gì, nếu mà em xuất tinh vào mà vợ sót thì em dùng bao cao su đi. Khi mà em dùng bao cao su thì nó vừa có cái dịch bôi trơn của bao cao su, nó cũng làm cho cái niêm mạc của vợ đỡ bị đau, bị rát hơn. Thế và khi mình xuất tinh thì em xuất tinh vào trong bao cao su thì vợ sẽ không bị đau nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là vợ vẫn phải đi khám sản phụ khoa xem là cơ quan sinh dục có gì bất thường hay không em nhé. Rồi, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin chào bạn nhé. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Giang. Không biết nào, ví dụ như họ hỏi cái này hơi xấu hổ đi, nhưng mà em đi gái mại dâm thì ví dụ như đi bao thì có sợ mắc bệnh không? Mắc bệnh thì nó ví dụ nó như nào? Anh tư vấn cho em. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 51. 51 tuổi. Mà nghe câu hỏi tôi cứ tưởng chàng trai mới lớn nào cơ. Thế thì hay đi thế à? Em có tháng thì đi 2 lần, có tháng thì đi 1 lần, có tháng thì chán rồi nào. Thế à? Thế có vợ con thì không? Em có một vợ. Một vợ? Mấy con? Có con nào chưa? Em có hai con trai ạ. À, hai thằng con trai, thế là lớn chưa? Một thằng lấy vợ có con rồi, còn một thằng chưa. Ôi giời, thế là ông nội rồi. Đây. Ông nội năm nay bao nhiêu tuổi? Đây em ông nội 51 tuổi. Ồ. Ôi giời, 51 tuổi. Có cháu nội rồi. Tôi quay đầu ra. Thích vợ hai vợ chồng vẫn ở với nhau hay là thế sao? Vợ hai ở với nhau ạ. Thế mà vợ vẫn đi tìm gái mẹ dâm ở ngoài tháng 2 3 lần. Tại sao lại thế? Có lý do nào không hay là chỉ thích tìm của lạ thôi? Thích tìm của lạ. Ôi, tôi thấy bạn cười là như là kiểu là khoe chiến tích của mình ý. Cảm thấy mỗi lần đi như thế có vui không? Nói chung là vui thì nó nói thì đi gái ngoại thì nó kiểu gì nó hơn đồ nhà thì gọi là hơn cái về à nó hơn đồ nhà vậy. Đúng không? Mà cái đồ ấy là đồ công cộng rồi, nó thành cống thành rãnh rồi mà vẫn thích hơn ở nhà. Thế cái đồ nhà không đáp ứng được à? Không, ở nhà thì vợ em lên cái khoản đấy thì không thích lắm. Ừ, thế là bây giờ mình tìm đồ ngoài đúng không? Vâng. Thế là mấy chục năm nay từ ngày lấy vợ là đều thế à? Không, em mới đi được vài năm nay thôi. À, mới vài năm nay là đốn đời thế thôi đúng không? Vâng. Thế là bán hàng xén à hay bán gì đấy? Không, em bán hàng đồ nhựa, ốp tường, ốp trần đấy. Thế à, thế vợ quản lý tiền hay là mình là người chủ quản lý? À không, đây em đi bán thuê mà. À, tức là cũng làm công ăn lương thôi đúng không? Thì vâng. Tóm lại là một tháng 3 lần như thế là mỗi lần hết bao tiền? À, tùy theo có người thì 200, 250. Thế à? Rồi, thì bây giờ lo là 4-5 năm nay là mình đốn đời mình đi chơi gái mại dâm như thế. Mà lần nào thì mình vẫn đi bao cao su đúng không? Mình, wow. Thì liệu có lo lây bệnh, lây tật gì về mang về trong nhà không? Làm củ quý gửi vợ không đúng không? Nào wow. Sao không ngay từ ngày đầu tiên đi chơi gái mại dâm không hỏi luôn? Bây giờ đợi 5 năm thì bệnh, nếu bệnh tật thì lõng lẽ có vào người rồi đâu nữa. Hỏi gì vậy? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Bạn cứ cười khích khích chứ thật sự tôi không thể cười nổi cùng với bạn luôn ấy. Vâng. Vợ bạn thì bao nhiêu tuổi ạ? Vợ em kém em 3 tuổi. Vâng, tức là năm nay cô ấy cũng 48 rồi đúng không? Vâng. 47, 48. Vợ bạn có biết là bạn thường xuyên đi ra ngoài như thế không ạ? À, không ạ. Thế à? Thế bây giờ khi câu chuyện này chúng tôi phát trên sóng quốc gia thì bạn có lo sợ gì về vợ bạn rồi con bạn rồi lại khéo lại cả cháu bạn nó cũng nghe không? Cháu em thì nó mới chưa được 3 tuổi. Đấy. Xong mai những cái phiên bản này người ta ghi hình lại xong người ta lưu giữ bao nhiêu năm sau vẫn có thể truy cập được. Tôi rất muốn gửi đến bạn một lời nhắn là bạn đang rất mạo hiểm với sức khỏe của mình. Nhé.
cho dù là Hà Nội, cho dù là Bắc Giang hay cho dù là ở đâu đi chăng nữa, thì việc mình quan hệ với những cái cô gái mại dâm, quan hệ với những cái cô gái mà mình không biết rõ tiền sử của người ta, đặc biệt những tiền sử về sức khỏe, thì thực sự là bạn đang đùa với tính mạng của mình. Bạn đang chơi dao mà không sợ đứt tay nhé. Năm nay bạn mới có 51 tuổi thôi, cái đời sống tình dục của bạn nó sẽ còn một thời gian dài nữa. 10 năm, 20 năm, 30 năm chưa biết chừng. Mà nếu mình cứ duy trì cái tình trạng như thế này thì thực sự là rất là nguy hiểm tới cái sức khỏe của mình. Tôi muốn hỏi là khi bạn quan hệ tình dục với gái mại dâm thì bạn sử dụng bao cao su vào lúc nào ạ? Khi quan hệ là đi luôn ạ. Bạn có đi ngay từ đầu không? Em có ạ. Vâng, bạn có tiếp xúc trực tiếp cơ quan sinh dục của mình với của người ta một lúc sau rồi thì bạn mới sử dụng bao cao su không ạ? Không ạ. Bạn có sử dụng các hình thức khác, ví dụ như là quan hệ tình dục bằng đường miệng hoặc là mình dùng tay của mình để tiếp xúc với cả cái dịch sinh dục của người ta không? Không ạ. Mỗi lần không hôn hiếc gì, không có làm gì hết hả bạn? Em không. Thế hả? Vâng. Vâng, tôi phải hỏi kỹ như vậy bởi vì nếu chỉ cần có một trong các cái hành vi mà cơ thể của mình, kể cả tay mình, miệng mình, lưỡi mình hay bất cứ một cái cơ quan nào của mình mà tiếp xúc trực tiếp với cả cái dịch sinh dục của cái cô gái đấy thì đều có nguy cơ bạn có thể lây bệnh từ cô gái ấy nếu như cô ấy có các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục nhá. Và nếu như thực sự như bạn mô tả thì bạn vẫn có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ví dụ như là những cái bệnh mà nó tiếp xúc vi thể rất là nhỏ như là viêm gan B, như là HIV nhá. Rồi là lậu, giang mai đều mình vẫn có thể tiếp xúc khi mình quan hệ với họ, đều có thể có nguy cơ lây nhiễm các cái bệnh từ họ nếu như họ có. Vâng, bao cao su có thể nó thủng, bao cao su có thể nó rách, nó có thể có những cái tai nạn vẫn có thể xảy ra. Vâng. 51 tuổi rồi, mình kiểm soát lại cái cảm xúc của mình một chút. Tôi nghĩ là vợ bạn thì cũng không phải là kém bạn quá nhiều tuổi hay là hơn bạn quá nhiều tuổi. Mình vẫn có thể chia sẻ các cái cảm xúc tình dục đối với vợ. Ngoài tình dục thì nó còn có tình, còn có nghĩa, còn có rất nhiều những cái thứ khác nữa. Chứ bây giờ mình đi quan hệ tình dục với các cô như thế, nếu một ngày mà nó lộ ra vợ mình biết, rồi bà con làng xóm, đặc biệt là con trai của bạn biết nữa, thì tôi nghĩ rằng mình sướng một vài phút nhưng mà cái hậu quả của nó sẽ rất là lớn. Và tôi khuyến cáo luôn là bạn vẫn có thể có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục khi mà bạn tiếp xúc, khi mà bạn quan hệ tình dục với những cô gái nguy cơ cao hoặc là những cô gái mại dâm như vậy nhé. Rồi thôi đi, dùng đồ nhà đi nhá. Đừng ham hố nữa, mình 51 tuổi rồi, lại lên chức ông nội rồi, làm gương cho con cho cháu nhá. Rồi, xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào anh ạ. Anh băn khoăn điều gì vậy ạ? Dạ, tôi muốn hỏi chương trình và bác sĩ giúp tôi cái ạ. Hiện nay là năm nay tôi 60 tuổi, như cái chuyện tình cảm vợ chồng bác sĩ ạ. Hai năm nay rồi. Thì cần dân số nó không cương được một tí nào bác. Thế à? Nó nghèo hẳn à? Gần như thế bác sĩ. Thế à? Thế là hai năm nay là ở chỉ có mỗi có chức năng là giải quyết nhu cầu đi tiểu thôi à? Vâng ạ, nó gần như thế bác sĩ. Nếu lúc nào báo cáo bác thông cảm là nếu lúc nào nhìn thấy vợ mặc quần sóc hoặc là mặc áo ngoài trời thì sướng lắm bác ạ. Nhưng muốn vồ cắn ngay, nhưng mà bác sĩ nó không cương được. Tức là đầu mình thì thích nhưng mà cái chỗ dưới thì nó lại chả đáp ứng được. Như con sâu hơi trỗi lại tí thôi. Rồi. Thế là vợ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà tôi năm nay 56 ạ. Thế à, bà ấy vẫn còn trẻ lắm, hừng hực lắm ấy. Ôi giời, bác ơi, còn ngon lắm ạ. Bà vẫn đòi hỏi nhiều đấy ạ. Rồi, thế vẫn còn đòi hỏi nhu cầu nhiều à? Thế là lên ông nội, ông ngoại chưa? Cảm ơn bác sĩ, tôi được 4 cháu nội rồi ạ. Thế à, rồi thế khổ thân. Tức là một năm nay hay hai năm nhỉ? Gần 2 năm bác sĩ. Gần 2 năm nay thì anh đã bao giờ đi khám chưa? Thế băn khoăn như thế thì phải đi khám, thì anh đã đi khám chưa? Báo cáo bác sĩ, quả thật là tôi có cái bệnh nan y là 3-4 bệnh. Đó là... Đây báo cáo bác sĩ là 2 năm nay, hơn 2 năm nay là tôi mổ cái bàng quang. Sau khi gần 2 năm nay thì tôi lại mổ cái thận, khối u trong gan. Thì là khối u nằm ở dưới gậm mật, cắt túi mật.
Thì sau khi được hai tháng, bác sĩ hồi người tạm tí, thì tôi tưởng nói lành, bác sĩ là may là sống lại. Thì rồi, nó lại đau bên trái quá bác sĩ ạ. Rồi. Lại đi về xuống viện 103 mổ tiếp. Đấy, thế thì từ ngày mổ về, thì nói thật bác sĩ là nó khỏe được. Thì là sinh hoạt với vợ tháng được lần. Đấy bác sĩ ạ. Vâng. Như gần hơn một năm thì để báo cáo bác sĩ là coi như là thôi rồi. Thế bây giờ anh còn phải dùng thuốc gì không, hàng ngày không? Không, bây giờ thì cả hàng ngày thì tôi huyết mỗi ngày một là một viên huyết áp và một viên kháng virus và hai viên bổ gan. À, và bổ gan bởi vì đã từng là mổ u ở gan đúng không? Vâng ạ, đấy một rồi, viên là viên còn kháng virus và gan và hai viên thuốc bổ. Rồi, thế là cái hồi trước mổ bàng quang là do làm sao? Viêm à? Không đái được bác sĩ ạ. Không đi tiểu được á? Vâng ạ. Thì đấy là cái gọi là tiền liệt tuyến chứ nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, thế lại nhầm sang bàng quang, hai cái nó khác nhau. Vâng, đấy, tôi nói là đi đái đấy. Vâng. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem hai năm nay tại sao nó cứ ngoẻo dần từ nó tịt thản nhá. Mời chị Hải ạ. Vâng, chào bác sĩ Hải ạ. Vâng ạ, chào anh ạ. Vâng ạ. Tôi thấy giọng của anh vẫn rất là tốt ạ. Vâng. Có nghĩa là cái tình huống đấy đối với mình có vẻ là xấu rồi, nhưng mà cái rất may là cái tình cảm vợ chồng cũng như là cái gia đình của anh nó cũng khá là ổn cho anh, cho nên nó chưa đến nỗi bi đát lắm đúng không? Vâng. Và tự mình cảm thấy là nó hơi bất ổn một chút thôi. Vâng. Anh có nhiều vấn đề mà nó lại liên quan tới cái cương dương anh ạ. Vâng. Vâng. Thứ nhất là cái bệnh tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì nó cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái rối loạn cương dương như của anh. Vâng, có thể bây giờ thì như anh mô tả với anh Thành Văn thì có thể gọi là liệt dương rồi. Vì nó không có ngọ nguậy được một chút nào, đúng không ạ? Vâng. Thì có thể nó là biến chứng của tăng huyết áp, hoặc là tăng huyết áp nó có biểu hiện ở cơ quan sinh dục vì nó liên quan tới cái việc cung cấp máu và liên quan tới cái vận mạch của cái dương vật. Dạ vâng ạ. Xong anh lại thêm bệnh của tiền liệt tuyến. Mà tiền liệt tuyến thì nó cũng là cái cơ quan nó liên quan tới việc sản xuất ra tinh dịch, rồi là liên quan tới một các cái nội tiết nữa, cho nên nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Tuy nhiên thì theo tôi thế này, anh ở Hà Nội cũng rất là tiện. Vâng, hiện nay thì anh đang theo dõi các cái bệnh mãn tính ở bệnh viện 103 phải không anh? Dạ vâng ạ. Vâng, anh sang khoa nam học anh khám luôn đi. 103 cũng được anh ạ. Vâng vâng. Vâng, khoa nam học của bệnh viện 103 cũng được. Cũng khá là tốt. Vâng. Thế thì khi đợt tới này khi đi khám tăng huyết áp hoặc là khám các cái về bệnh lý về gan chẳng hạn thì anh sang xin với cả bác sĩ là cho tôi sang khám ở khoa nam học luôn nhá. Vâng. Để các bác sĩ người ta sẽ tìm nguyên nhân xem là vì sao mình bị như vậy. Liệu có phải là bệnh lý tại chỗ của cơ quan sinh dục hay không, hay là bệnh lý từ cơ quan khác của tăng huyết áp hoặc là những cái tác dụng phụ của các cái thuốc kháng virus nó gây ra cái như vậy, thì từ đó thì mới có thể tư vấn cho anh được hoặc là điều trị cho anh được nhé. Vâng. Và cho dù như thế nào thì như thế thì tôi nghĩ là hy vọng là cuộc sống của mình nó cũng không bị xáo trộn rất là nhiều. Vợ may quá, vợ năm nay cũng năm mấy tuổi rồi. Một vài năm nữa thì bà ấy cũng mãn kinh và nó sẽ phù hợp cùng với mình nhá. Vâng, nó có thể thiếu hụt một chút thôi nhưng mà còn nhiều yếu tố khác để có thể duy trì cái cuộc sống của nhà anh được. Là bây giờ hàng ngày tôi vẫn uống thuốc như thế thì bây giờ tôi uống cái thuốc lá cây mát có được không ạ? Lá cây mát là những cái thuốc mà để cho nó mát gan này, rồi là cho nó tăng sức đề kháng vân vân đúng không anh? Vâng, nhưng anh lưu ý một chút là bởi vì mình có vấn đề về gan và gan là cái cơ quan nó thải độc, cho nên là khi mình uống bất cứ cái gì thì mình phải cân nhắc rất là kỹ, vì nếu như mà mình uống những cái lá những mà mình không rõ nguồn gốc chẳng hạn, hay là mình những cái lá mà mình uống mà nó có tính độc mà gan nó bị ảnh hưởng như thế, mình lại đang uống các cái thuốc để kháng virus, thì anh nên cân nhắc cẩn thận, không có là vô tình là lại làm hại cho gan đấy ạ. Yeah. Vâng, vâng, những cái lá đấy thì tôi không rõ là ở hiệu thuốc Bắc hay là ở dân gian. Thế nếu như mà ở hiệu thuốc Bắc mà anh có muốn uống thêm thuốc Nam ấy ạ, thì khi đi lấy những cái lá hoặc là những cái thuốc đấy thì anh phải khai với bác sĩ, khai với các cái thầy lang là tôi đang có những cái bệnh như thế và tôi đang điều trị như thế, để người ta cân nhắc khi mà lấy thuốc cho anh nhé.
Rồi, anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ rồi chứ. Chúc anh có một sức khỏe thật tốt và cuộc sống gia đình hạnh phúc nhá. Xin chào anh. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chào chương trình, chào anh Trần Văn, chào hai bác sĩ nhé. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Vĩnh Phúc. Dạ, alo em, chào chương trình ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em có một chuyện khó xử, khó nghĩ quá về chính người mẹ của mình ạ. Bây giờ em muốn chuyên gia tư vấn cho em bây giờ sẽ suy nghĩ về người mẹ của mình như thế nào ạ? Cụ thể là như thế nào đấy? Tức là em năm nay 32 tuổi và nhiều năm qua em sống trong cảnh bệnh tật, bệnh rối loạn lo âu, cho nên là làm những việc nó trái với, cũng không phải hẳn vì sức khỏe của mình thôi, nhưng mà em bây giờ em uống thuốc lâu năm bây giờ đã hồi lại được một phần, nhưng mà bây giờ cảm nhận với mọi người thì em nhìn thấy lại với người mẹ rất là ấy ạ. Cảm nhận mẹ thế nào? Em thì bệnh rối loạn lo âu cho nên dẫn đến cả chuyện vô sinh đấy, cái không có tinh trùng đấy. Đấy, nhưng mà còn về mặt về phía mẹ em ấy, thì con thì bị bệnh tật như vậy, nhưng mà mẹ em thì lại cái tâm của mẹ em lại vẫn hướng ở nhà ngoại, tức là nhà đẻ là giúp chị gái mình cả các cháu trong miền Nam hết, bỏ tiền ra cho vay mượn chứ không chuyên tâm cho con trai mình chữa bệnh. Rồi, thế là bạn có mấy anh chị em? Em có 2 anh em ạ. À, bạn là lớn à? Hay là bạn là nhỏ? Em là thứ 2 ạ. À, thế là anh trai đâu? Anh trai có lấy vợ chưa? Anh trai lấy vợ rồi, có xây dựng nhà rồi. À, thế ở riêng? Bây giờ em là thứ 2 ở riêng. Nhưng mà cái quyết định có con của em thì mẹ em cả anh trai thì không có một cái hướng gì gọi là mà chỉ lo về kinh tế, sợ thiệt về kinh tế. Thế bây giờ là bạn đang ở với mẹ à? Không, em là ở riêng với vợ, hai vợ chồng ở riêng rồi. À, có vợ rồi. Dạ vâng ạ. Rồi, thế là lấy vợ lâu chưa? Em lấy vợ năm 2010 ạ. À, tức là lấy từ năm 28 tuổi đúng không? À. Rồi, thế là vợ có biết là mình bị bệnh tật đấy không? Tức là không sống những đấy thôi, từ lúc em uống thuốc ngủ lâu năm thì bây giờ mới nhận được ra này. Và cái chuyện sinh lý của em thì dường như là không có hẳn. Tức là không có quan hệ với hai vợ chồng, không có quan hệ với nhau luôn á? Tức là có, nhưng mà trường đại khái là không được ra vào thắt ra luôn. À, rồi thế vợ có than phiền không? Vợ em thì không nói cái gì, cứ im lặng thôi, nhưng mà em cảm nhận được là vợ em cũng buồn. Rồi thế hai vợ chồng sinh sống bằng cái gì? Hai vợ chồng em đi làm công ty thôi, còn và sinh với 2 đứa trẻ, nhưng mà không phải của em ạ. Tức là đang xin 2 đứa trẻ về nuôi à? Không phải ạ, tức là vẫn của con của bọn em, nhưng mà em dùng ngân hàng tinh trùng. À, tức là đã thụ tinh trong ống nghiệm cho vợ có con rồi đúng không? Vâng, nhưng mà không phải của em ạ. Thì tất nhiên bạn là gì có tinh trùng đúng không? Mà đã không có tinh trùng thì làm sao có con được? Cái chuyện này thì em cũng bớt suy nghĩ thôi, nhưng cái chuyện bây giờ em đau buồn rất là cảm nhận về người mẹ. Rồi. Tôi hiểu rồi, bây giờ phải xử lý từng vấn đề một. Vấn đề đầu tiên thì cái khả năng sinh sản của bạn ra làm sao thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự. Còn cái rối loạn lo âu khiến lúc nào trong đầu bạn cũng nghĩ về người mẹ của mình như thế thì chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ tư vấn trả lời. Bây giờ mời chị Hải trước nhé. Chị chào em. Con em lớn chưa? Dạ, con em một đứa là năm nay học lớp 9 tuổi, một đứa năm nay 24 tháng ạ. À thế à? Em yêu nó không? Dạ, em thì bây giờ em cảm, tức là sau thời gian uống thuốc rồi bây giờ em lại, em thấy con em không thấy giống em, cho nên em đại khái là cũng không vui thoải mái lắm như là con đẻ đâu ạ. Em ơi, em biết là nguyên nhân là ở em mà. Đúng vâng không? Nhưng mà cái em buồn bây giờ là nhìn về người mẹ của mình này, tiền thì bây giờ chị nghĩ là thứ nhất là về phía em ý, cái rối loạn lo âu của em có lẽ nó cũng chưa ổn định đâu nhá. Và nó đang ảnh hưởng tới cuộc sống của em, của gia đình em và của em với mẹ em, là nó đang ảnh hưởng. Vì thế mà theo chị thì thế này, trước mắt ý, mình đừng nghĩ quá nhiều về những cái mà nó đã có rồi. Cái quyết định mình cho vợ đi sử dụng tinh trùng ngân hàng để mà mình có em bé là đồng thuận của mình mà. Mình quyết định cùng với vợ
và mình đã thực hiện việc đấy cùng với vợ để có con. Và nguyên nhân vô sinh là do mình, vì thế cái đứa con đấy nó sinh ra mặc dù nó không phải là, mình không phải là người sinh ra nó, nhưng mình dưỡng nó, mình nuôi nó từ bé. Và chị nghĩ rằng là nếu em yêu thương nó thì nó cũng vẫn có tình cảm với em. Nếu mình không nói ra thì nó cũng chẳng biết là mình có phải là bố đẻ hay là không phải là bố đẻ. Mình cứ yêu thương, mình nuôi dưỡng nó sẽ lớn dần lên trong cái ngôi nhà của mình, trong vòng tay của mình, trong tất cả mọi công việc của hai vợ chồng, thì chị nghĩ sau này tình cảm của em nó sẽ rất là tốt. Thứ hai là về chuyện của em với mẹ em thì lát nữa anh Đoàn sẽ nói kỹ hơn. Nhưng mà cái mà chị muốn bây giờ là em cần phải có sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa về tâm thần, để bác sĩ sẽ chẩn đoán, điều trị, đặc biệt là theo dõi cái liều thuốc của em, xem cái loại thuốc mà em sử dụng như thế nào, rồi cái liều lượng nó ra làm sao để điều chỉnh cho em. Thì em cần phải có sự theo dõi của bác sĩ về chuyên khoa tâm thần nhé. Chứ nếu mà tình trạng cứ như thế này, em cứ hết lo nghĩ đến việc nhà, rồi con mình, rồi buồn, rồi công việc, rồi lại mẹ vân vân, tức là cái rối loạn lo âu của mình ngày mức độ nó càng ngày càng tăng lên, và nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của em nhé. Thế còn khi mình đã dùng những cái thuốc về tâm thần như thế này thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái cương dương, cũng như là có thể là cái nguyên nhân xuất tinh sớm của em. Vì thế là chia sẻ tất cả những điều này với bác sĩ tâm thần mà điều trị cho em ý, để bác sĩ sẽ có những cái thuốc nó phù hợp với em nhé. Rồi, không biết là cái việc rối loạn lo âu khiến cậu chàng này suốt ngày lo nghĩ nhiều như thế, và cái người bình thường mà khi mà lo nghĩ nhiều như thế còn ảnh hưởng, huống hồ một người đã có cái biểu hiện của bệnh tâm thần không ổn định, thì anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ tiếp với bạn nhé. Rồi, chào em. Anh coi như giúp em có thể giảm rồi, bớt đi cái suy nghĩ trà xấu về mẹ em được không ạ? Để yên anh nói. Để yên anh nói. Thứ nhất là cái việc mà rối loạn lo âu là em tự chẩn đoán hay em đi bác sĩ bệnh viện tâm thần người ta kết luận giấy trắng mực đen, hay là mình cứ thấy mình lo âu mình bảo mình rối loạn lo âu do nghe báo đài người ta nói rồi mình cứ tự vận vào mình? Dạ, trong đơn thuốc của em mới lại nhiều lần em bị co giật thế nào sau nhiều lần uống thuốc thì là bây giờ trong đơn thuốc thì là có cái phần kết chẩn đoán đấy là rồi lo âu. Anh hiểu rồi, chốt là đúng là rối loạn lo âu, đúng là bệnh thật đúng không? Nay hai vợ chồng ở cái nhà ấy là của ai? Dạ, nhà của anh em xây, nhưng bây giờ anh em xây nhà mới rồi thì hai vợ chồng em rồi, tức là cũng mình cũng có nhà, mà nhà thì cũng không mẹ cho thì cũng anh cho, chứ cũng chẳng phải tự là đi vay đi mượn gì thì lên đúng không? Ừ. Nhà mình có ở sát nhà mẹ không? Nhà em sát ạ. Bố đâu rồi? Bố em mất rồi. Ừ. Thế thỉnh thoảng bà nội có sang chơi với hai cháu không? Không, bà bây giờ vẫn quan tâm hai cháu như là cháu của mình luôn ạ. Đấy, bà chẳng còn hơn em ấy. Em con mình mà còn lại còn không yêu đây, bà nội sang yêu thế. Thỉnh thoảng bà có quà bánh cho các con không? Không, cái về tình cảm thì em không nói đến, mà bây giờ cái nói về cái cách cư xử bà dùng tiền để mà không chữa trị cho con một cách đến nơi chúng, mà bà đã cho giúp người nhà bà ở quê vay tiền. Trời ơi, bà cho vay để nó sinh lời chứ bà cho đâu. Bà có hai đứa con, bà chồng thì mất rồi, có hai đứa con dựng vợ gả chồng cho cả hai đứa, còn bệnh tật thì đang chữa từ từ đúng không? Nhà thì trước là cho thằng anh nó xây dựng nên, bây giờ nó có nhà to hơn thì chuyển cho thằng em, mình cũng hưởng lợi từ cái sự trợ giúp, sự hỗ trợ của bố mẹ và anh em ruột đùm bọc nhau, đừng có vạch vòi là cái nào của mẹ cái nào của anh. Còn mẹ bây giờ không làm ăn gì nữa để mà mẹ còn lo cái thân của mẹ, cũng như là sau này có thể hỗ trợ con, mẹ đang cho người ta mượn, người ta vay mà cũng toàn người ruột thịt. Chứ ra bây giờ bà đi làm từ thiện trong bà cứ vung vít, hoặc là bà cho một cái ông hàng xóm chẳng hạn thì mình mới tiếc chứ các bạn. Thế nên là bà đang lo, em đúng là em rối loạn lo âu, nó nhìn các thứ nó cứ tiêu cực chứ. Anh thấy bà nội tốt mà. Mình hiện nay là mới 32 tuổi đầu, lấy vợ thì khó khăn về sinh đẻ, thì bây giờ cũng giải quyết được hai đứa con, cũng có nhà có cửa, vẫn đi làm công ty, bà thì sang yêu quý các cháu, vậy thì còn mong muốn gì? Rất nhiều người khác chỉ ước được thế thôi đấy. Chứ nhiều người bà nội còn suốt ngày ở cạnh, còn sang rất là khó tính can thiệp vào đời sống của vợ chồng, rồi gây mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, em mà đứng ở giữa hai làn đạn còn chết nữa.
ở đây anh thấy mẹ được, đừng có trách. Thế nhưng còn... mà không, mẹ em lại không, thực sự là tiền mẹ em không chu đáo, với đại khái là không có tâm với nhà chồng, mà vẫn hướng, cái tâm của bà vẫn ở hướng nhà ngoại, nhà đẻ. Em ơi, nhà thì bà mua cho, mà thậm chí là việc hai đứa con để ra đời thì rất tốn kém, bởi vì thụ tinh trong ống nghiệm thì rất là tốn kém. Thì chắc chắn là bà cũng là người chi tiền đúng không? Vợ chồng là công nhân thì làm sao mà có thể lo được nhỉ? Rất khó khăn đấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái việc ý hỗ trợ sinh sản nó tốn kém vô cùng nhá. Và thứ hai nữa là bạn đừng có nghĩ điều gì nó cũng tiêu cực như thế đi. Nhìn thấy con mình to, mình không phải là con của mình, cũng thấy không yêu quý. Trong cái đó bà nội, tức là mẹ của bạn, vẫn còn yêu hai đứa nhỏ như thế cơ mà. Nên đi khám, và khám ở cái khoa chuyên khoa tâm thần ý nhá, của bệnh viện tỉnh. Nếu mà bạn đang ở Vĩnh Phúc, còn nếu có điều kiện thì xuống Hà Nội khám đi nhá, để cho cái điều trị thuốc một cách tốt nhất, tích cực nhất. Từ đó thì mình sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Xin chào bạn, cảm ơn hai chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Alo, Hòa Bình đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe đây ạ. À, xin nói với anh Thành Văn nhá. Dạ vâng, chào anh ạ. Anh có bắt con điều gì đấy? Hai ý kiến muốn hỏi các chuyên gia thế này. Dạ. Khi mà vợ chồng tôi quan hệ thì lúc mà tôi xuất tinh ra thì vợ kêu là buốt. Vâng. Hỏi cái chuyên gia này giải đi cho tôi là như thế nào. Dạ vâng. Thì vấn hộ tôi thì cách chữa trị thế nào ấy. Dạ vâng. Thế là năm nay anh bao nhiêu tuổi đấy ạ? Tôi là 61 ạ. Bà ấy thì bao nhiêu? 59 tuổi. 59, 61. Thế là vẫn quan hệ đều đặn đấy à? À, nói chung khoảng 5-6 ngày hoặc một tuần gặp nhau một lần thôi. Dạ vâng, thì tức là tháng được 4 kỳ đúng không? Vâng. Mà kỳ nào cũng buốt thế à? Không phải lúc nào cũng buốt đâu, thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng thôi đúng không? À. Thế cái kỳ mà thỉnh thoảng như anh nói thì nó có cái biểu hiện gì bất thường của bà hay không? Cũng đi khám mà ông chứ chả thấy có gì thế. À, cũng có đi khám rồi, cũng chăm lo sức khỏe, cũng đi nhưng khám mà rồi. Nhưng mà trước có cái kiểu cái u gì đấy, u nang gì đấy, nhưng mà cái thời gian còn kinh nguyệt thì đây là bác sĩ bảo cắt nhưng không cắt thì vấn đề thế. À, và lại là bây giờ bà ấy sạch sẽ rồi đúng không? Tiết nước non còn đầy đủ không? Chẳng là bình thường, vẫn còn, nhưng mà không như hồi trẻ thôi. Là không như hồi trẻ thôi, chứ còn vẫn còn đúng không? Cũng vẫn đủ tiêu chuẩn để có thể quan hệ được bình thường đúng không? À, đây, câu hỏi ý thứ hai nữa là những cái quan hệ đấy chỉ được 1-2 phút thôi. Rồi, tuổi này 2 phút là quý lắm rồi ạ. Tôi chỉ sợ được 20 giây ý nhá. 20 giây thì quý quá. Giờ màn kinh đoán dục như thế nào ấy. Rồi. 2 phút rồi bà ấy cũng hài lòng là tuyệt vời lắm rồi anh ạ nhá. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh. Vâng, xin chào anh ạ. Chào bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng ạ, chào anh ạ. Vâng. Rất là cảm ơn anh bởi vì những vấn đề nó rất là tế nhị nhưng mà anh cũng vẫn tin cậy và chia sẻ với chúng tôi. Vâng. Thực ra là các cặp như vợ chồng như là cặp vợ chồng nhà anh ấy ạ. Vâng, anh thì 61 rồi, chị thì 59, hơn nhau 1-2 tuổi. Chị đã mãn kinh chắc là cũng phải vài 3 năm nay rồi anh nhỉ? Chắc tầm cỡ khoảng 5 năm rồi chị ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Và đến nay mà anh chị vẫn thực hiện được việc quan hệ tình dục đều đặn 1 tuần 1 lần hoặc là 2 tuần 1 lần như thế rất là tốt rồi anh ạ. Bởi vì bây giờ thì cái đấy mình dùng đúng nghĩa của nó gọi là vui chơi giải trí. Vâng. Và nó mang lại sự thoải mái về mặt tinh thần cho cả anh cả chị. Mình cũng còn không quá quan tâm nhiều đến chất lượng nữa. Mình cũng không quá quan tâm nhiều đến số lượng rồi là thời gian nó như thế nào nữa. Mình thực hiện được việc đấy như anh Văn Thanh nói là tốt lắm rồi anh ạ nhá. Về phía anh ấy 1-2 phút mà anh vẫn còn đủ cương dương để mà thực hiện được cái việc đấy, tôi cho đến đã là tốt lắm rồi ạ. Vâng. Anh có mắc cái bệnh mãn tính gì không ạ? À, cách thêm 10 năm tôi có bị cái bệnh gọi là hội chứng thần hư đấy, tôi điều trị bệnh nhưng gì mà điều trị cách đây chục năm nay à. Thế thì hiện nay thì anh có phải điều trị không ạ? Không lâu lắm rồi, năm nay tôi không uống thuốc rồi. À. Thỉnh thoảng đi khám bác sĩ mà kiểu như là
Rồi như thế nào để bác sĩ để cho cái thuốc Mitin uống đấy? Vâng ạ, hội chứng thận hư thì anh cố gắng cũng đi thăm khám thường xuyên để đánh giá cái chức năng của thận, phát hiện sớm xem là những cái dấu hiệu nguy cơ như thế nào để người ta có thể can thiệp cho anh. Chứ nếu không mình để mà sau này thận nó suy ạ, thì nó sẽ bất lợi cho sức khỏe của mình. Thế còn anh không mắc bệnh tiểu đường hoặc là không mắc bệnh tăng huyết áp đúng không ạ? Không, huyết áp thì không có, mà tiểu đường không có đâu. Vâng, thế thì tốt quá rồi đấy. Tôi cho rằng là về phía anh như thế rất là ổn rồi. Theo dõi thêm thường xuyên về cái hội chứng thận hư, tức là cái chức năng của thận để cho nó tốt là được rồi ạ, nhá. Về phía chị ý, thực ra là chị 59 tuổi và đã mãn kinh 4-5 năm nay rồi. Thì cái niêm mạc âm đạo rồi là cái cổ tử cung của chị nó sẽ không thể như trước đây được ạ. Cái mặt khác nữa là các cái dịch sinh dục nó cũng không được như trước, cho nên là nó có rất dễ bị xây sát, bị tổn thương. Và vì thế khi anh xuất tinh vào thì ở những cái vị trí tổn thương đấy nó tiếp xúc với cái dịch của anh thì có thể nó gây sót một chút. Nhưng mà những cái tổn thương đấy có lẽ nó cũng chưa phải là nghiêm trọng, cho nên là chị cũng đã đi khám rồi đúng không ạ? Và bác sĩ cũng không phải kê đơn, không phải điều trị gì. Tôi nghĩ rằng là nếu mà được thì có lẽ là anh nên dùng bao cao su ạ. Mình dùng bao cao su thì nó vừa hỗ trợ cho cái chất bôi trơn và cái khác thứ hai nữa là có thể mình không xuất tinh vào âm đạo thì nó sẽ không gây đau hoặc là nó không gây sót cho chị ấy, thì nó cũng rất là tốt ạ. Vâng, hai ông bà cứ sống vui sống khỏe như này là tốt lắm rồi ạ. Cảm ơn chị. Rồi chúc vợ chồng hai bác hạnh phúc nhá. Xin cảm ơn anh Trần Văn nhá. Dạ vâng, chào bác, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và bây giờ thì để một khán thính giả không đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khán giả gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội ạ. Em chào ekip Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Chào bạn. Vâng, năm mới em chúc cả ekip mạnh khỏe ạ. Và sẵn sàng đứng ra tư vấn cho các bạn và cả nước này là về vấn đề hôn nhân gia đình trong cuộc sống ạ. Vâng, cảm ơn bạn và cũng thay mặt những người thực hiện chương trình chúc bạn một năm mới thật nhiều hạnh phúc và thành công nhé. Vâng ạ. Không biết là ngày đầu năm như thế này thì bạn có băn khoăn điều gì khi gọi đến cho chúng tôi vậy? Vâng ạ, em xin trình bày là em năm nay 46 tuổi ạ. Rồi. Còn em đến từ Hà Nội thì em đã ly hôn ạ. Rồi. Vâng, thì trong thời gian cách đây sau thời gian ly hôn 1 năm thì em quen một bạn, bạn ấy cũng có gia đình rồi ạ. Rồi. Vâng, thì hai vợ chồng bạn thì qua một thời gian sau nữa thì em thấy bạn ấy tâm sự là hai vợ chồng bạn ấy đang gọi là trục trặc ạ. Có nghĩa là không còn mặn mà với nhau ạ. Thì là tình cờ là bạn ấy đi học thêm ạ. Rồi. Thì là cái hôm ấy học thêm thì buổi trưa thì chồng bạn ấy đón về này, buổi trưa xa nhà thì bạn ấy thì hai vợ chồng bạn ấy thuê nhà nghỉ ạ. Rồi. Vâng, xong rồi bạn ấy lại nghỉ ở đấy, xong rồi bạn ấy gọi em ra. Của em ra thì em mẹ bạn ấy này bảo em là cứ ở sang phòng bên cạnh, ví dụ phòng 221 thì em phải ở 222 ạ. Thì bọn em cũng không biết là chồng bạn ấy đến. Thì là em đang với bạn ấy đang ở trong phòng thì bạn ấy cứ gọi điện cho ai đó sang thì bắt đầu mở cửa ra thì là chồng bạn ấy ạ. Thì là em cũng lúc ấy em cũng giật mình bởi vì lúc mối quan hệ của em với bạn ấy thì chồng bạn ấy không biết. Vâng ạ, thì đến lúc xong rồi chồng bạn ấy ra và chúng em lại vẫn ở đấy trong phòng, trong một lúc sau em ra trước thì em không hiểu là chuyên gia tư vấn cho em xem là trường hợp như thế là trường hợp như thế nào, là mối quan hệ. Tức là hai vợ chồng cô ý đang ở một cái nhà nghỉ, một phòng nào đó, đúng không? Vâng ạ. Thì cô ta gọi điện cho bạn và bạn thuê một cái phòng bên cạnh. Cô ấy bảo là cứ sang phòng bên cạnh, cô ấy bảo sẵn trước cho em một phòng bên cạnh. Rồi, thế xong là cô ấy sang với bạn à? Vâng ạ, sang với em. Xong một lúc sau cô gọi điện thì là... Là chồng cô ấy sang? Ai đấy. Vâng, chồng cô ấy sang mà mở cửa ra em, lúc ấy tưởng là bị xuyên dao vào người. Thế xong lúc ấy có sự việc gì xảy ra không? Không có sự việc xảy ra, xong chồng bạn ấy ra mà em với bạn ấy lại vẫn ở trong phòng, bạn ấy bảo là không sao đâu. Thực ra chúng em lại vẫn quan hệ với nhau bởi lúc ấy, xong rồi em lại ra trước, xong rồi hai vợ chồng bạn về sau, em không hiểu là hai vợ chồng bạn ấy vẫn là chưa ly hôn mà vẫn có một đứa con. Tức là cũng chồng cô ta vào phòng của bạn và cô ấy nhìn thấy cái cảnh tượng như thế và họ cũng không phản đối thì cởi quần áo hết ra rồi chứ không phải là bảo là đang quần áo bình thường. Thì em vâng ạ. Thế anh ta cũng không tỏ thái độ gì à? Anh ta không tỏ thái độ gì với em là vâng, bây giờ chúng em thì vẫn mối quan hệ đấy nhưng mà em vẫn hỏi bạn đi bảo là thôi anh đừng suy nghĩ nhiều vấn đề đấy nữa, thế là em cũng hoang mang. Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ.
Vâng, em thấy chưa bao giờ em gặp mà em kể bao nhiêu người, mọi người mới cười. Tôi nghĩ là sẽ có một vụ hành hung rất là to sẽ vâng, xảy ra cái em sau cái buổi này. Em bị cái phóng dao ít nhất vào người. Vâng. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn xem cái hành vi của cô ta như vậy thì có phải là bình thường hay không nhá. Vâng. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, đúng là đầu năm chúng ta gặp một câu chuyện chuyện lạ mà nếu như không được nghe em kể thì anh tin rằng ai đó bịa đặt thật. Vâng, em là em thực tế mà cứ cách đây có mấy ngày thôi chứ không phải là bởi nếu em... như nó là một vụ đánh ghen bị bắt quả tang thì anh tin rằng là nó đầy rẫy ra. Nhưng mà cái chuyện là một người phụ nữ vào nhà nghỉ với hai người đàn ông, một bên là chồng, một bên là tình nhân, trong ở hai phòng khác nhau, lại còn giáp mặt nhau. Thế may mà em không đứng dậy em bắt tay em ôm hôn cái ông chồng cô ấy, bảo là cảm ơn cậu, thì cậu ra ngoài tớ vui một tí đúng không? Vâng. Em thế mà rồi sau đấy em vẫn cứ ở trong phòng, em vẫn vui được với cô ấy hả? Vâng ạ, đấy vẫn được. Và còn một chi tiết này nữa, lúc mấy hôm sau thì bạn ấy bảo là em muốn đổi gió, muốn kiểu quan hệ tay ba. Em mới lại càng nghi ngờ bạn ấy là bây giờ như nào mà sau em sợ quá, em chỉ sợ là sau này bạn ấy gài bẫy, vợ chồng bạn ấy gài bẫy em về tiền bạc ấy, bởi em ly hôn rồi. Thế này này, nó từ hôm đấy đến nay thì em có còn gặp nữa không và có còn làm nữa không? Còn, vẫn còn gặp lén lút riêng thì em bây giờ em cẩn thận, em phải chở, nếu mà đi gặp nhau thì em vẫn phải chở đi xa. Em có tính rằng tiếp tục duy trì cái mối quan hệ này không? Bởi vì em cũng 46 tuổi rồi, lỡ dở một cuộc hôn nhân rồi, bây giờ lại dư vướng vào một cuộc hôn nhân. Dù cho là một người phụ nữ có chồng mà do chồng yếu sinh lý, xong rồi chồng thì gọi là làm hiệp một, còn em thì hỗ trợ hiệp hai để cô ấy đạt được khoái cảm. Hoặc là cô có một thói quen là chơi quan hệ kiểu tình tay ba, dần dần rồi đến lúc muốn rằng là một bà hai ông đấy. Hiện nay là nó có hiện tượng trên mạng xã hội có những cái đôi mà quan hệ với nhau theo kiểu là trao đổi bạn tình này, thế rồi tình dục nhóm này, rồi tình dục tay ba chẳng hạn, mà tay ba là không phải là giấu mặt đâu mà đúng là hai ông một bà cùng một phòng ấy, chắc là cũng cho em làm quen dần rồi cô có một cái sở thích như thế. Thật ra anh nghe thấy cái mùi phức tạp mà mình thì không đủ thời gian, chẳng đủ các thứ, mà em thì cũng nghe như có vẻ rất là người lành lặn, làm ăn chân thành, chân gọi là chân chất thôi đúng không? Không phải là tay em chơi. Làm kinh doanh về bên dược phẩm đấy ạ. Mình không phải là tay chơi, mình rất là muốn có một người bạn gái để mà mình có thể nghiên cứu tìm hiểu để tiến xa, mình có một cái cuộc hôn nhân mới, chứ mình không muốn là đi xa vào một cái bẫy của ai đó, hoặc là những mối quan hệ nó vô cùng phức tạp rồi mình hỏng cả đời mình. Em nghĩ vâng xem có cần thiết phải duy trì mối quan hệ như thế này nữa không nhá. Vâng ạ. Mình hoàn toàn có thể nói rằng là sau cái buổi hôm ấy anh thật sự là lo lắng, anh cũng có tuổi rồi, anh cũng không muốn đồng vướng vào những cái chuyện nó không hay. Thế thôi thì anh rất là quý em, mà em thì cũng lại đang là người có gia đình. Thôi thì cái việc ấy thì có lẽ là chúng ta không thể tiếp tục đồng hành đi xa. Thế còn thỉnh thoảng cà phê uống nước thì cứ cà phê. Thế thôi nhá. Đấy, đấy mới là cái hướng của em. Chứ còn bây giờ mà để đi nghiên cứu tìm hiểu xem cô là đối tượng mà phụ nữ khát tình mà cần phải hai người tiếp sức hay là tham gia tình tay ba thì không phải nhiệm vụ của mình. Mình thấy đường nó khó khăn đi thì quay đầu, đúng không? Giống như ta gặp một con đường đang đi ở con đường Hà Nội hay Sài Gòn mà nó tắc ấy mà. Biết là người ta cảnh báo là cuối con đường tắc lắm thì nếu còn quay xe được thì hãy quay xe để mình tìm một con đường khác để nó thuận lợi hơn. Việc gì mà cứ phải cố gắng tham gia vào cái chỗ gọi là ùn tắc ấy làm gì, đúng không? Vâng ạ. Nhá. Khó khăn quá, thấy nó khó hiểu quá, mình dừng lại. Đặc biệt là chẳng phải tình yêu ngút trời gì. Và cũng có thể cái người đàn ông mà bữa trước mà vào nhà nghỉ cùng với em chưa chắc đã là chồng, cũng lại là một nhân tình khác. Nhà chồng anh ạ, nhà chồng ạ. Bởi vì là trước là nhắn tin của em. Ừ, thôi được rồi, cái việc ấy thì là việc riêng của người ta. Mình thấy nó khó khăn thì mình dừng lại. Cũng như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ thì rõ ràng là cái mối quan hệ này tôi thấy là cũng rất là phức tạp, và cái sở thích tình dục của cô ta thì cũng có thể là khác người một chút, và không biết là cái sở thích này nó có phổ biến không thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải.
Tôi nghĩ là có thể là nó cũng là một cái hiện tượng tương đối là phổ biến hiện nay, với một cái sự phát triển của xã hội như thế này. Vâng. Mạng xã hội nó cũng rất là mạnh và nó cũng làm cho người ta có rất nhiều những cái tò mò hay là những cái thể hiện cái bản sắc cá nhân của mình. Tuy nhiên thì tôi cũng giống như anh Đoàn cũng muốn gửi gắm tới bạn trai ở Hà Nội rằng là chúng ta phải hết sức thận trọng trước cái mối quan hệ như thế này. Tôi chưa nói về mặt tâm lý đâu, những cái nguy cơ về bệnh tật, những cái nguy cơ về khi mà mình quan hệ với nhiều người như thế là những cái nguy cơ nó rất hiện hữu và bạn có thể gặp phải. Đấy là những cái mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục, chưa kể những cái mà nguy cơ tổn hại đến sức khỏe hoặc là thân thể nếu mình gặp phải những cái đối tượng rất là manh động. Vì thế chúng ta có cần phải đổi lấy những cái cảm xúc tình dục với nhiều những cái rủi ro như vậy không? Chị nghĩ rằng là em nên rất là thận trọng trước cái mối quan hệ như thế này nhé. Rồi. Và anh Đinh Đoàn cũng vừa chia sẻ với bạn đó là đường khó khăn quá thì chúng ta đi đường khác. Bởi vì qua cái trao đổi với bạn thì tôi thấy rằng bạn cũng là một người rất là thật thà, chân chất. Thì và mình đang đi tìm một cái mối quan hệ nghiêm túc thì không nên dính dáng vào cái mối quan hệ như thế này bạn nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay xin được tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Phú Thọ. Vâng. Tôi chào anh Văn nhá. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng, chào anh Đoàn nhá. Dạ. Vâng, thì em nói là Phùng Văn Sơn ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Dạ năm vâng. Đủ 59 tuổi. 59 tuổi ạ. Sinh năm 1965. Dạ vâng. Vâng, thế thì thực ra thì cái chuyện mà để vợ chồng tôi sinh hoạt nào kém lắm, tai biến rồi. Thế à, lại tai biến rồi. Tai biến rồi. Ngày uống 2 viên huyết áp, ngày 2 cốc rượu. Vẫn uống rượu, vẫn uống huyết áp. Vẫn huyết áp ngày 2 viên huyết áp, ngày 2 viên 2 cốc rượu. Rồi. Đấy, thì chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi không lên được. Thế à. Và tôi không lo ăn gì cả. Thì xin ông canh cho xin lời khuyên như nào cho nó được. Dạ vâng, thế là không lên được mấy năm nay rồi. Cũng năm nay kém hơn rồi. Sang nay mấy tháng nay kém. Kém hẳn đấy à? Đêm cường, không cường cường. Thế à? Nó không lên được chút nào luôn ý? Không lên được. Vâng. Thế à? Thế bà ấy còn đòi không? Bà nhà tôi sinh năm 69. Thế à? Vẫn còn hừng hực đúng không? Hà thị toán không, nhà tôi đi mổ u sơ rồi. Cắt bỏ hết cả con rồi. Thế à? Vâng, thế nên là nó độn sinh hoạt thì nó kém rồi. À, cái nhu cầu đòi hỏi nó không cao nữa đúng không? Vâng, vợ kém rồi mình thì càng kém nữa. Thế à? Tính hay tự ái, động vợ ái thế là nó bảo thôi mệt lắm, thế là mình thôi luôn. Thế à? Ủa, kém nhiều lúc muốn đi nữa, ngoài đầu không? Thích. Hứng mãi thì tạo hứng mãi mới lên được một chút thì động đến vợ lại bảo là giải tán, thế là thôi. Vâng, nên là buồn với anh ạ. Thì bây giờ là cũng có vẻ là tương tác với nhau là cũng phù hợp. Ông yếu thì bà cũng yếu theo rồi còn gì nữa. Thế bây giờ anh mong muốn khỏe để làm gì? May vì hả? Vâng, tôi được 2 đứa con. Vâng. Vâng. Rồi thế nhưng mà tóm lại là anh cũng yếu mà chị cũng yếu thì cái nhu cầu nó cũng không cao nữa rồi. Thì bây giờ anh muốn nó khỏe lên để làm gì? Cũng đôi lúc đầu thích lắm anh ạ. À, đầu thích thì cứ thích thôi đúng không? Còn cái chỗ dưới nó chưa thích bằng đầu thì nó chạy chậm hơn một chút vậy. Vâng. Rồi, thế là ngoài tiểu đường ra thì còn bệnh không gì nữa? Không tiểu đường đâu, huyết áp. À, huyết áp ra thôi đúng không? Huyết áp mà chính là huyết áp cao đâm ra là bị đột quỵ đúng không? Vâng, tai biến rồi, vâng, tai biến vâng. Rồi. Thế là di chứng của tai biến là như thế nào anh? Tai biến thì đấy, đi chứ phải rồi. À, liễu yếu một bên nửa người rồi đúng không? Yếu bên nửa người thì nói chuyện anh nghe. Ừ. Thì bây giờ ngày thả bò thôi. À, cũng biết thả bò được rồi. Thả có bò bị bò lạc không? Đó cũng tỉnh táo nhưng hay quên. À, lại còn hay quên nữa. Hay quên. May mà chưa quên nhà mình, chưa quên vợ mình đấy. Lại quên số bò đấy, đếm mãi thì không đủ chết. Nói chuyện anh khoái lắm anh ạ. Tối nào cũng nghe đấy. Rồi, thế tóm lại là bây giờ ngày phải uống 2 viên huyết áp đúng không? Để nó điều hòa, nhưng mà vẫn uống rượu như thế là không nên chút nào đâu. Ngày 2 cốc rượu lại vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng ạ. Ờ, tôi chào anh. Vâng ạ. Vâng. Sao vẫn vui vẻ mà, cười tươi ơi vâng, là tươi. Cười, không nghe các anh các chị nói chuyện khoái tai lắm. À thế ạ, vâng. Vâng, nghe các anh chị tối nào nghe đấy. Vâng. Vâng. Hiện nay thì mình bị tai biến lâu chưa ạ? Chục ngày, hơn chục ngày rồi.
À, hơn một chục năm nay rồi ạ. Hơn chục năm vâng. Vâng. Thế hiện nay thì cái tuổi. Việc uống rượu của mình nó ở mức độ như thế nào? Thì uống tỉnh táo, ăn cơm trưa làm một cốc, tối làm cốc, ăn cơm vợ có chơi cơm, ăn cơm uống rượu thôi. Cốc bằng thế nào? Cốc nào? Cốc khoảng 500ml. Nửa lít. Nửa lít, ngay nửa lít. Thế mình định uống để làm gì mà uống khủng khiếp thế ạ? Nó nghiện rồi. Nghiện rồi, như tỉnh táo đó không phải uống rượu nghiện điều chỉ vừa con đâu. Tôi chẳng biết nói gì với anh nữa. Vâng. Anh năm nay anh bằng tuổi tôi đấy. Vâng. Ừ. Tôi thì chỉ 1965 đấy. Vâng ạ. Vâng. Vâng, thế mà anh đã đột quỵ cách đây 10 năm. Vâng. Tôi nghĩ có thể là một phần do rượu. Và bây giờ vâng, thì đúng anh đấy. Một khuya hôm đột quỵ do rượu đấy. Anh bây giờ thì anh tâm sự khoái tai lắm. Anh tâm sự với chúng tôi chỉ khoái tai thôi thì nó chưa đủ đâu ạ. Vâng, không, cái quan trọng nhất anh cái chị ạ. Vâng, cái quan trọng nhất đối với anh bây giờ là có một cái sức khỏe ổn định để cho cái cuộc sống của mình không phải phụ thuộc vào ai. Đấy, không đúng, phải phụ thuộc đúng, vào vợ đúng là thế. Tốt vâng. Nhất. Vâng, chỉ có như thế thì cái đời sống của mình nó mới đỡ thôi anh ạ. Còn bây đúng. Giờ nếu cứ 9 giờ sáng thì uống thuốc huyết áp, xong 11 giờ làm 500ml, xong đến 6 giờ, 16 giờ lại làm một cốc 500ml, chẳng ai cứu được anh cả. Không phải đâu, ngày nửa lít thôi. Ừ, ngày nửa lít thôi ấy hả? Ngày nửa lít thôi, vâng. Ngày bữa uống xong ngủ giấc chiều dậy thả bò mà. Mà không biết là rượu đấy anh nấu hay rượu anh mua ở ngoài nó có đảm bảo chất lượng không? Không, rượu đảm bảo đấy. Thế à? Ngon lắm. Vâng. Rượu đảm bảo nhưng mà thực ra mấy chị rằng nó vất vả lắm. Thực ra chị tâm sự đúng đấy, bởi vì nói chuyện là không làm ra tiền là vợ nó hay không thoải mái. Ừ. Bây giờ đã không làm ra tiền rồi lại không làm được cái việc ấy. Xong rồi là lại rượu chè như thế. Anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ cai rượu không? Thôi cai rượu thì khả năng không dám hứa các anh chị đâu. Ừ. Thế nhưng mà thôi không dám hứa bởi vì nghiện mất rồi. Nghiện mất rồi à? Ừ. Nghiện mất rồi mà. Tôi chỉ e đến một lúc nào đấy thuốc huyết áp nó sẽ không còn tác dụng nhiều. Trong khi đó lượng rượu nó cứ vào như thế, anh sẽ bị tai biến lần 2, anh sẽ bị tai biến lần 3. Đúng. Mà ơn giời lúc đấy mà lại không đi về với bố mẹ được thật nhanh ấy. Mà lại cứ nằm một chỗ xong rồi là người khác phải phục vụ, nâng lên, đặt xuống. Ăn chẳng ăn được, nói chẳng nói được, chẳng làm được cái gì tự chủ. Nhục nhã lắm à. Không tự chủ nữa. Bởi vì những cái người bị tai biến ý, gần như là mà sống một đời sống thực vật thì cuộc đời nó vô cùng là khổ. Tôi tin là anh đã nhìn thấy lần đấy, anh đã nhìn thấy quan tài rồi đấy, mình đổ lệ một lần rồi. Cái khả năng lần hai không hề ngắn một chút nào và không phải là xa vời gì. Anh có thể gặp nó rất là nhanh nhá. Mình khuyên nhau một tí nhờ. Mình phải yêu thương bản thân mình. Anh bây giờ như thế, cuộc sống của anh hiện nay bây giờ rất là tốt mà. Anh còn tự đi làm được việc nhẹ rồi là anh vẫn còn nuôi được bò. Bò bên, vẫn làm được cái vâng. Vẫn, người vẫn béo tốt, vẫn đẹp trai. Nhưng không phải không, khỏi nhom nhem quá. Nhưng mà chưa chắc đã là, nhưng mà cái chính là nó lại không khỏe. Vì thế không khỏe, bây giờ ở mình có hai việc như thế này. Đi nhiều nhìn thì các em thích ghê nhưng mà không ra gì cả. Rồi, ok. Mình còn nhìn thấy mình còn thích thế là tốt rồi nhá. Còn vâng. Không làm được việc gì nữa đâu. Vâng, trên nền một cái nữa, bệnh vâng. nhân như anh ý, tăng huyết áp, trường diễn mà lại đột quỵ như thế, phụ thuộc vào thuốc, kết hợp thêm với một ông nghiện rượu nữa. Tức là khi mà đã nghiện rượu là lệ thuộc vào rượu. Và rượu, nếu mình đã nghiện rượu thì rất nhiều thứ trong cơ quan mình, trong đấy có cả hoạt động của cơ quan sinh dục. Khi ở giai đoạn nghiện rượu thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều và ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Có thể nếu anh không phải là người nghiện rượu thì mới lúc đầu ấy, rượu có thể là cái hưng phấn để cho nhiều người dựa vào đấy và nâng cái chất lượng quan hệ tình dục. Nhưng khi đã ở giai đoạn nghiện rượu thì rất nhiều thứ nó đi xuống, trong đấy có cả việc quan hệ tình dục. Thôi, việc của mình bây giờ là sử dụng thuốc huyết áp theo đúng phác đồ, lấy thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ và phải tái khám theo đúng chỉ định. Nhá. Thứ hai nữa là có điều kiện thì
tăng cường thêm cái hoạt động thể lực đi. Ví dụ đi chăn bò thì mình có thể kết hợp với lúc ấy mình có thể kết hợp đi bộ hoặc là làm cái việc gì đấy để cho nó tăng cái sức khỏe của mình lên. Và cái quan trọng thứ ba đấy là giảm dần lượng rượu đi anh ạ. Tôi không nói anh là cai ngay đột ngột, anh không cai được đâu. Nhưng anh giảm dần nó đi để tiến tới mình có thể là không lệ thuộc vào rượu nữa. Vì chỉ có như thế thì cuộc sống của anh nó mới có chất lượng thôi. Thế còn cái việc mà quan hệ tình dục thì tôi nghĩ là bây giờ còn như thế này, chứ còn nếu anh còn nghiện rượu nữa thì tiến tới nó chẳng à ơi gì với anh nữa đâu, nó chẳng chơi bời gì với anh nữa đâu nhé. Anh đã nghe rõ rồi chưa? Nghe rõ rồi à? Vâng, có thể bây giờ anh có uống được cả lít rượu trong một bữa và anh cảm thấy rất là bình thường, thần kinh vẫn điều khiển được. Nhưng mà trong cơ thể anh, những cái anh không thể nhìn thấy, nó đang tiến triển một cách xấu đi. Nhìn người lúc ý, rõ đẹp trai hoành tráng. Rồi, lúc ý là... Thế mà là chả làm gì cả. Lúc ý thì cái đột quỵ lần 2, lần 3 sẽ đến rất là gần đấy anh nhá. Và như thế, nếu mà đột quỵ đấy như chị Hải, nếu mà về với ông bà thì lại tốt quá, lại không về được với ông bà luôn ý. Lại ngắt quải trên giường ý, xong là người khác phải chăm bẵm thì đúng là lúc ý. Nhìn thấy rượu chắc là anh rơi lệ rồi. Nhá, xin chào anh. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Nghệ An ạ. Em chào anh ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Thế cho em gặp nhà chuyên gia cái, giờ em chả biết làm như thế nào. Rồi, làm em như thế nào hay không thì bạn được trình bày câu hỏi đi. Tuổi. Hả? Em năm nay là 60 tuổi. À, 60 tuổi. Vâng, mà được 6 đứa con rồi, mà giờ lại đi công trình, đang ở công trình đây. Thế, rồi là lại hai bà lại lại chơi hai đứa con nữa. Rồi. Vâng, thế giờ vợ đầu chưa biết đâu. Rồi. Vâng, thế giờ cho em một lời khuyên như thế nào? Tóm lại là anh có 6 đứa con với người vợ cả đúng không? Đúng rồi. Xong anh lại đi công trình, anh lại kiếm được hai bà khác nữa và mỗi bà cống hiến cho anh một đứa con nữa. Tổng cộng là anh có 3 vợ và 8 người con đúng không? Vâng. Vâng, thế bây giờ anh hỏi gì chúng tôi? Anh bảo giờ, thêm nữa. Giờ vợ đầu nó chưa biết thì giờ cho em một lời khuyên như thế nào? Thế ba bà thì ở cách nhà xa nhau không? Thì cái xa đi làm trăm cái số kìa. Rồi, thế là vợ cả thì ở Nghệ An đúng không? Thế vợ hai, bà thứ hai thì ở đâu? Nó không ở Nghệ An, nhưng mà kiểu mình đi xuống đó làm thì gần đó rồi mình ấy luôn. Rồi, thế bà thứ ba? Bà thứ ba không ở đấy, cách đó 20 mấy cây ấy. Rồi, thế bây giờ con cái thì tiền nong để nuôi chúng nó thì làm thế nào? Thì mình cùng gửi về, cùng đưa tiền về cho vợ đầu thôi. Thế còn hai cái bà kia? Hai bà kia bảo công ty chưa có tiền. Thế là cả hai hai đứa con rơi là bao nhiêu tuổi rồi? Một đứa 3 tuổi, một đứa 2 tuổi rồi. Trời. Rồi. Anh quá là quật cường đấy. Vâng. Giỏi thế. Bây giờ thì định làm thêm bà nữa không? Không, giờ khiếp rồi. Khiếp, là ai phát hiện ra đâu? Nó sao phải khiếp? Rồi cái kim trong bọc nó cũng lòi ra thôi. Nhưng về cơ bản thì là anh đã sản sinh ra hai đứa con ngoài giá thú và việc chăm sóc là trách nhiệm của anh rồi đấy. Nhá. Chị Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh. Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, em chào chị ạ. Bây giờ thì anh mong muốn điều gì ở chúng tôi ạ? Giờ cho em một lời khuyên nhá, và đầu đã biết gì đâu. Thì anh có biết là câu chuyện này sẽ được phát trên sóng quốc gia không? Cả nước nghe thấy không? Em mới được nghe đây. Nhưng mà chúng tôi sẽ phát câu chuyện này ở trên sóng quốc gia là cả nước nghe thấy chứ không phải riêng vợ anh đâu. Vâng, đúng rồi. Có được không? Thì giờ mình mà lấy được lời khuyên từ các anh, các chị thì mình phải dừng ngay luôn. Thế à? Vâng. Tôi nghĩ rằng là anh cứ hỏi thế thôi, chứ còn trong đầu anh thì cũng đã có phương án và có câu trả lời rồi đúng không? Không, chưa. À thế ạ, vâng. Giờ cũng chưa biết như thế nào tại chị ơi. Vâng. Anh cũng biết là anh, thứ nhất là anh đang vi phạm luật hôn nhân gia đình đúng không ạ? Vâng. Vâng.
anh đã quan hệ như vợ chồng với người khác và thậm chí lại còn để lại mỗi cho mỗi bà một đứa con nữa. Và nếu tôi là bà vợ cả của anh ấy, thì tôi cũng rất là đau lòng. Bởi vì anh là người đi làm công trình, anh suốt ngày chạy theo các công trình, anh rất dành rất ít được thời gian ở nhà cho vợ, cho con. Mà ở nhà thì vợ, một mình vợ với 6 đứa con, anh có thấy là vợ anh như thế rất là vất vả ở nhà không ạ? Không biết rồi, nhưng mà tiền em vẫn phải về cho bữa đầu hết mà có trừ nghìn nào đâu. Thế là bao nhiêu tiền là gửi về hết cho vợ. Thế là vợ cứ yên tâm là cầm tiền như thế, với một mình ở nhà 6 đứa con, tự ăn tự lớn đúng không? Không biết bố nuôi như thế nào, bố dạy như thế nào, bố thể hiện vai trò của mình như thế nào. Cũng không biết đúng là rồi. Con nó lớn lên rồi nó ra làm sao nữa, đúng không ạ? Vâng, con lớn vâng. Của anh chắc là cháu cũng có gia đình rồi đúng không ạ? Vâng, cũng có gia đình rồi. Vâng, thế bạn bé nhất thì bao nhiêu tuổi ạ? Cũng học lớp 8 rồi. Vâng, bây giờ thì sức khỏe của anh còn có thể đi theo công trình được nữa không ạ? Bây giờ năm này là định nghỉ luôn thôi. À, năm nay là định nghỉ luôn thôi ạ. Vâng, vâng. Là cũng cắt giảm cái ấy luôn thôi. Vâng, thế hai cái chị ở ngoài kia ấy, thì các chị có đòi anh phải có trách nhiệm gì với những đứa con của họ không ạ? Thì mình vẫn, em vẫn đi lại thế thôi, chứ mà em bảo là công ty tháng này chậm lương quá thì thế thôi, chứ có được nghìn nào đâu. Tức là một chị thì 3 năm nay anh cũng không đưa tiền cho đúng không? Một chị thì 2 năm cũng không có tiền gì cho các con đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vì họ dưới này, họ ở dưới Vinh này thì nó vẫn có điều kiện hơn trên nhà mình. À thế ạ. Vâng. Vâng. Anh khôn quá nhỉ. Yeah. Anh khôn hơn người thế khác nhiều. Mình gửi tiền về cho vợ đầu thôi. Vâng. Vợ 2, vợ 3 không có đâu. Nhưng mà người ta cũng có gia đình rồi. Nhưng mà kiểu mình thì họ ân mình thì mình cho thôi. À thế ạ. Vâng. Anh nói cứ nhẹ như không ấy nhỉ. Cho người ta một đứa con rất là đơn giản. Xong sau này nó lại quay lại nó tìm bố thì không biết là như thế nào. Vâng. Tôi cũng chỉ hỏi thế thôi ạ. Vâng. Có lẽ là của mình bây giờ thì... quay về với vợ cả, vâng, đúng rồi. 6 đứa con của mình, vâng, tập trung cùng với vợ để nuôi dạy các con. Nếu mà mình còn đi làm nữa thì mình còn kiếm tiền thì là tốt. Còn nếu anh không đi làm được nữa thì anh cùng với chị ấy để nuôi dạy những cái đứa bé mà nó vẫn còn đang còn nhỏ bây giờ. Mọi cái chuyện khác đối với vợ, nếu mà vợ có biết đi chăng nữa hay là vợ có nghi ngờ đi chăng nữa, nếu có điều kiện thì mình cũng có thể thú nhận với vợ về cái việc ấy. Bởi vì như anh nói, tức là cái kim ở trong bọc thì lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra đúng không? Và đúng mình rồi. Cũng phải tiên lượng đến một cái tình huống nữa là sau này hai đứa bé kia mà nó lớn lên, nó có nhu cầu tìm bố, lúc đấy nó cũng có thể quay lại đối với cả với mình để mà nó nhận bố chẳng hạn, thì câu chuyện nó cũng sẽ trở nên rất là rắc rối. Tuy nhiên thì theo tôi bây giờ thì có lẽ là giữ nguyên hiện trạng như thế này và quay về với vợ cả, tập trung nuôi dạy các con cái của mình. Các cô kia cũng rất may là các cô ấy cũng là người có gia đình rồi, và họ cũng chỉ muốn xin anh đứa con như thế thôi, chứ họ cũng chẳng bỏ gia đình của họ, hay là họ cũng chẳng yêu cầu anh phải bỏ vợ để mà lập gia đình đối với họ, đúng không ạ? Mình có điều kiện, mình có thể thăm nom, rồi là tốt hơn nữa thì mình có trách nhiệm đối với những cái em bé đấy. Chứ còn chắc là mẹ nó khi đã có ý định xin anh thì mẹ nó cũng đã có kế hoạch riêng của họ rồi. Và họ cũng sẵn sàng là họ sẽ nuôi con một mình và cũng không yêu cầu gì anh lớn, đúng không ạ? Vâng. Anh đã nghe rõ rồi chứ. Hy vọng là anh không tìm thêm bà thứ tư hoặc là những bà tiếp theo nữa ạ. Lời khuyên của bác sĩ Hải là về với vợ cả đi, và cái chuyện chăm sóc hai con ngoài giá thú như thế nào thì tùy theo cái khả năng của mình. Nhưng mà tôi chỉ sợ rằng là sau khi mà về vợ cả được 3 bữa thì ông lại làm bà thứ tư, bà thứ năm thôi nhá. Không có đâu anh ơi. Nói mồm thế rồi. Thì tôi cũng chả tin được đâu nhá. À. Xin chào anh, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.